Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Tôi xin phép được trình bày cái buổi hôm nay là buổi tập huấn cái phần mềm STKB, là phần mềm thuộc biểu của chúng tôi. Thì đây là cái bản mới nhất, là bản 3.0. Thì là chắc bằng cái phần mềm thuộc biểu này tôi đã tập huấn phải đến hàng hàng nghìn lần rồi ở Việt Nam rồi. Chắc là các bạn cũng đã thạo rồi, thạo các phiên bản cũ rồi. Cho nên tôi không hôm nay tôi sẽ không tập trung sâu vào chi tiết như là các cái phiên bản khác, như các lần trước tôi vẫn nói. Mà hôm nào nếu mà các trường mà có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn, tỉ mỉ hơn nữa thì sẽ có buổi buổi khác. Hôm nay là buổi tôi sẽ nhấn mạnh hơn đến cái chuyện là những cái điểm mới của cái bản mới nhất, và đặc và cái quan trọng nhất là tôi muốn nói trình bày riêng cho các trường trung học phổ thông ấy, là cái chúng ta năm nay là áp dụng lớp 10 là chương trình giáo dục phổ thông mới, thì dùng phần mềm này như thế nào. Đó, thì cái chỗ này là chỗ tôi nghĩ là rất nhiều nhà trường đang rất là lúng túng là áp dụng cái mô hình mới này, cái mô hình là các cái tổ hợp môn lựa chọn này, rồi các cụm chuyên đề này. Thế làm thế nào để cho chúng ta có thể dùng cái phần mềm này để chúng ta áp dụng cho trường mình? Và hơn nữa là vì hiện nay là cái năm nay là năm mà các trường cấp 3 thì là lớp 10 thì là mới, nhưng 11, 12 vẫn là cũ. Đó, thì làm như thế nào? Thì trước khi mà đi vào cụ thể, tôi xin nói một câu thôi là gì? Về mặt lý thuyết ấy, thì bản chất cái bài toán thì có biểu là không thay đổi, nó vẫn thế. Những cái lõi của cái sách giáo biểu là nó vẫn thế. Tức là chúng ta phải tạo lớp này, rồi chúng ta phân công giảng dạy cho mỗi lớp, như mỗi lớp là phân công học những môn học nào, chúng ta phân công giáo viên dạy cho từng môn đó, và cái phân công này là theo từng lớp một, vẫn là theo từng lớp một nhé, và phân công theo tuần. Đó là cái bản chất, cái lõi của thầy cô biểu nó không thay đổi. Cho nên cái việc xếp thầy cô biểu bằng phần mềm nó không thay đổi, nó vẫn như là cũ, vẫn như là các bản thầy cô biểu trước đây. Đó. Tuy nhiên cái khác biệt là các cái bước ban đầu này, chúng ta tạo lớp ra làm sao, chúng ta tạo các tổ hợp môn như thế nào, rồi chúng ta phân biệt được cái khái niệm là môn chuyên đề ở trong danh sách môn và các cái cụm chuyên đề chương trình tổ hợp mới là như thế nào. Đấy, thì hôm nay thật ra là cái buổi mà tôi sẽ giới thiệu lại cho các bạn cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, cái phần dành riêng cho cấp 3. Thực ra cấp 2 nó cũng có phức tạp. Năm nay cấp 2 vẫn là lớp 6, lớp 7 là học cái theo chương trình mới, còn 8, 9 là theo cái cũ. Như vậy là nó cũng cần phải có cái buổi tập huấn. Nhưng mà cái hôm nay là tôi sẽ trình bày đặc thù riêng hơn cho cấp 3, vì cấp 3 nó hơi phức tạp. Năm nay cấp 3 đúng là cái chương trình mới của chúng ta là phức tạp, mà nhiều tôi cảm giác là nhiều nhà trường là hiểu không đúng lắm cái chương trình phổ thông mới này. Cho nên chúng ta làm thực hiện cái việc phân bổ các cái môn tự chọn là không chính xác lắm, không đúng theo cái tinh thần của cái chương trình mới đó. Cho nên hôm nay tôi sẽ nói lại lại phần phần đó để cho chúng ta hiểu hơn nhé, và chúng ta sẽ tiếp cận cái đó như thế nào ở trong chương trình của chúng Đang tôi. dậy rồi. À, thì các bạn chú ý là các bạn sẽ liên hệ với tất cả mọi mọi cái việc liên quan đến việc là mua bán phần mềm thì có biểu nâng cấp, thì các bạn liên hệ với cô Hường nhé. Đây là điện thoại của cô Hường đây, ở góc phải dưới màn hình đây, chúng ta mà chú ý nhé. À, tiếp theo thì các bạn có thể vào cái trang này và link này, các bạn tải về các cái Đúng bản. rồi, làm Thì cái này ở trên mạng hiện nay có hai bản, bản demo và đây. bản chính thức. Thì các bạn có thể cài bản nào cũng được. Bản chính thức thì chúng ta phải phải mua Tắt phải rồi, mua à mình thì vừa cái tắt cô video Hường rồi. cô nâng cấp cho các bạn Tắt video của mình cái mà, tắt license, video của mình thì hưởng gì đâu. cái key đấy, có key Dạ, chúng thế bây ta giờ là thoát ra đúng không? chúng ta mới vào được, mình chạy được. Còn cái bản demo này là cái bản mà nó giống hệt bản chính thức đấy. Nó chỉ khác là gì? Nó chỉ khác là chúng ta chỉ được phép là mở một cái tệp và ghi tệp 15 lần, và nó hạn chế một vài tính năng.
ngoài tính năng. Còn lại là giống hết cái bản chính thức, chúng ta có thể dùng cái bản demo chúng ta thử trước, chúng ta kiểm tra trước, chúng ta tạo file trước, vân vân, thoải mái làm như là bản thật. Đấy thì chúng ta tôi nói sơ qua như vậy nhé. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu nhanh, bắt đầu bước bước vào giới thiệu cái bản mới nhất của chúng tôi. Thì thật ra là cái bản STB của chúng tôi thì năm ngoái 2.0 chúng tôi đã phát triển để hỗ trợ cho cái mô hình giáo dục phổ thông mới 2018 rồi. Và các bạn biết rằng cái bản của chúng tôi này là cái bản nó phát triển từ cái bản TKB cũ lên. Ngày xưa là cái bản phần mềm này đặt tên là TKB, nhưng là do một số trục trặc cho nên là chúng tôi phải đổi tên nó đi thành là STKB, vì nó chính là cái bản TKB, và các cái bản hiện nay đang có là cái bản phát triển tiếp theo của cái phần mềm TKB. Cho nên nếu các bạn mà là đang dùng cái phần mềm TKB cũ thì chúng ta là nâng cấp lên cái bản này là rất dễ dàng. Phần mềm các bạn cứ mở cái file cũ ra, mở cái tệp cũ ra, phần mềm sẽ tự động nâng cấp lên trên bản mới này. Thì những cái tệp theo cái biểu cũ có cái đuôi là TKB, còn cái phần mềm mới này thì các cái tệp dữ liệu có cái đuôi là STKB. Như vậy chúng ta rất là dễ dàng nâng cấp từ phiên bản cũ. Chúng ta yên tâm nhé, đây chính là cái bản mà nâng cấp từ cái bản cũ lên, cho nên là không chúng ta không không lo, và nó vẫn là chính là cái bản TKB cũ phát triển lên, nhưng nó có đủ các tính năng rất là mạnh của cái bản TKB cũ của chúng tôi. Và các bạn biết rằng là cái phần mềm TKB của chúng tôi là đã phát triển cho giờ phút này là hơn 30 năm rồi. Chính tôi là cái người mà chấp là người đầu tiên lập trình cho cái bản TKB 1.0 từ năm 1989. Tức là cho giờ phút này là 33 năm rồi. Không phải 33 năm nhỉ? Đúng rồi, 33 năm rồi. Đây là một trong những cái phần mềm mà có lẽ là có tuổi đời là lâu nhất ở Việt Nam luôn đấy. Như vậy là chúng tôi đã kế thừa tất cả những tính năng mạnh của cái phần mềm này từ xưa nay rồi nhé, và thân tôi chính là cái người là cái tác giả đầu tiên mà viết cái phần mềm này. Như vậy là cái bản STKB 2.0 là cái bản đã hỗ trợ rồi, hỗ trợ cho chương trình giáo dục phổ thông mới rồi, nhưng mà cái bản đó thì chỉ hỗ trợ mạnh cho cấp 2 thôi, là lớp 6 thôi, còn chưa hỗ trợ sâu cho cấp 3, cho lớp 10. Thì cái bản 3.0 này chúng tôi phát triển lên một lần một bước nữa là hỗ trợ sâu hơn nữa cho cấp 3, đặc biệt là cho cái lớp 10. Thì chúng ta chú ý nhé là năm nay mà trường chúng ta mà dùng phần mềm này thì ở trong nhà trường chúng ta vẫn có hai loại lớp. Lớp 10 là học là xếp theo biểu theo cái mô hình mới, còn 11, 12 là xếp theo kiểu cũ. Sau đó ở trong khi các bạn vào phần mềm, các bạn thấy nó hơi loạn, sẽ thấy là hơi loạn đấy, vì lẽ tôi sẽ nói vì cái cơ bản nhất ở trong cái dữ liệu lõi gốc ở trong một cái thực có biểu là cái gì, là một là danh sách lớp học, hai danh sách giáo viên, và ba là danh sách môn học. Đây là ba cái thông tin lõi của nhà trường. Thì danh sách lớp thì nó vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Tất nhiên là cách tạo lớp là nó khác so với các mô hình cũ. Mô hình cũ thôi được luôn, lớp nhá, là về bản chất là lớp là như cũ, danh sách giáo viên là như cũ, nhưng danh sách môn học đấy, cái danh sách môn học là cái mới mà của chúng ta năm nay, chúng ta và các bạn phải chú ý nhé. Danh sách môn học là mới, bởi vì sao? Bởi vì là danh sách môn học của chúng ta năm nay này nó sẽ là lẫn lộn giữa cái môn mới của chương trình mới và môn cũ, cho nên nó rất là trong danh sách các bạn thấy nó có rất là nhiều môn, mà nó sẽ cảm giác nó trùng lặp lẫn nhau. Thì chúng ta chú ý là nó sau 2 năm nữa thì những môn cũ nó sẽ mất hết đi, còn toàn môn mới thôi, nó sẽ đỡ hơn. Còn hiện nay vẫn là lẫn lộn giữa mới và cũ, cho nên khi các thầy cô giáo mà xếp thì có biểu phải rất chú ý chỗ này. Khi chúng ta xếp cho 11, 12 chúng ta cứ tư duy như cũ, như bình thường, chúng ta xếp như bình thường. Nhưng riêng cho lớp 10 thì chúng ta chú ý. Mà lớp 10 chỉ chú ý nhất khi mà chúng ta xếp ban đầu thôi. Còn khi chúng ta mà phân công giảng dạy xong rồi thì nó lại như cũ. Cái khó của lớp 10 hiện nay là việc xếp lớp, là việc phân bổ môn cho lớp, phân bổ môn môn lựa chọn và phân bổ cụm chuyên đề. Thì đó, cái đó là phần mà theo tôi là khó nhất thôi. Còn khi chúng ta đã phân bổ xong rồi, xong hết rồi, phân công là ai dạy lớp nào, môn nào rõ rồi, thì việc xếp theo cái biểu nó lại giống như cũ. Đó. Như vậy là thật ra cái phần gọi là phần nâng cấp của phần mềm chính là cái phần ban đầu, thì cái phần tất cả công cụ để giúp chúng ta là chuẩn bị cho cái việc là
là để mà phân bổ phân công giảng dạy cho nó hợp lý chính xác cho toàn bộ nhà trường. Thì một trong cái điểm làm cho cái trình thông mới này nó cảm giác chúng ta rất là khó hình dung, rất là chính là cái lớp cấp 3 này. Cấp 3 như vậy là cái cấp 3 chúng ta là mỗi một cái lớp học của chúng ta, mỗi học sinh ấy là theo chương trình mới nhất của bộ là chỉ học 6 môn là cứng, cái môn đó là cứng lúc nào cũng có. Còn lại là mỗi lớp như vậy là các em được chọn là 4 trên 9 trên 9 môn, đúng không ạ? Là chọn 3 cụm chuyên đề trong số là 14 cụm chuyên đề. Cho nên là rất là khác nhau, mỗi một lớp là một cái nhóm nhóm môn khác nhau. Đó, cho nên là khi mà chúng ta phân công chuyên môn là rất cẩn thận, không rất là dễ nhầm lẫn. Chúng ta nên nên tạo trước ra cái phân bổ đó và in ra giấy đi. Và chúng ta nhìn vào giấy chúng ta quan sát như vậy. Ví dụ như lớp 10A sẽ học là lý tin công nghệ mỹ thuật, lớp 10B lại khác. Như vậy mỗi một lớp như vậy là có một cái tổ hợp môn riêng, được chưa? Thì chúng ta phải in ra cái tổ hợp đó và để bên cạnh đó, để khi chúng ta mà sắp xếp, khi chúng ta mà phân công giảng dạy ai dạy lớp nào môn nào, chúng ta phải nhìn cái bảng đó để chúng ta phân công. Chỗ này là chỗ rất là dễ nhầm lẫn, cái khó là ở chỗ đó thôi. Còn khi chúng ta đã phân công xong rồi, xong hết rồi thì luôn chỉ việc là bấm nút là chạy sẽ 100%, và sau chúng ta tinh chỉnh là lại hết như cũ. Cho nên cái khó của cái trình mới này là chính là cái ban đầu, là chính bây giờ các bạn đã làm cái bài các bạn bắt đầu, nhưng các bạn bắt đầu là tạo tổ hợp môn phân công như từng lớp một thì đó là cái phần khó nhất. Như vậy là cái phiên bản mới này có tính năng mới như sau này, là nó là chúng trong phần mềm đã bổ sung thêm một khái niệm mới là tổ hợp môn đấy, để dùng cho mô hình các môn lựa chọn và các cụm chuyên đề áp dụng cho cấp trung học phổ thông theo chương trình mới. Nhưng mà trước mắt năm nay thì các tổ hợp môn này chỉ áp dụng cho lớp 10, còn đến sang năm thì tổ hợp môn đã áp dụng cho 10, 11, sang năm nữa là áp dụng cho toàn trường. Như vậy đến sau 3 năm nữa thì toàn trường chúng ta là mỗi một lớp, các bạn hình dung là mỗi một lớp là một tổ hợp môn, đúng không ạ? Rất là khác. Nên cho nên sau 3 năm nữa thì chúng ta đã quen rồi, nhưng mà lúc đó là cái việc mà sắp xếp môn học cho từng lớp một là nó rất là khó. Tất nhiên là cho đến phút này thì tôi chưa thấy một cái phần mềm nào mà cho phép chúng ta có thể tự động cái việc xếp xếp lớp vào tổ hợp môn như vậy cả. Nhưng trong tương lai thì nó sẽ có. Tôi sau chỗ này là chỗ là đang rất là hiện nay đang rất là tranh cãi, và các nhà trường áp dụng rất là khác nhau và gây ra, theo tôi biết là gây ra một cái sự mâu thuẫn rất là nhiều trong trong giáo viên. Các giáo viên là liên tục có câu hỏi với tôi thôi, hỏi tôi là như thế này có hợp lý hay không, vô lý quá nhiều nhiều môn học, là cảm thấy rất là bi quan lắm. Nhất là cái môn tin học là cái môn mà tôi hay quan tâm ấy, thì giáo viên tin học hầu hết các trường đều rất là bi quan, đều thấy là cái trình mới này các trường sắp xếp môn học như thế làm cho giáo viên tin học là hầu như là mất đất dạy, hầu như là không có không không được dạy. Nhiều trường là thậm chí là bỏ môn tin học ra hẳn khỏi chương trình luôn. Là trường chúng ta là nhiều nhiều trường là không có học sinh, là không được học tin học luôn đấy. Thì đó là những cái em là tôi nói sau nhé. Như vậy là cái tính năng mới của bản 3.0 này kết hợp với các tính năng của bản 2.0 thì tạo nên cái sự nâng cấp của phần mềm rất lớn, hỗ trợ cho chúng ta trong các nhà trường áp dụng trình thông mới, đặc biệt là trung học phổ thông. Còn đối với trung học cơ sở thì cũng có, thì cũng rất là áp thì nó dễ hơn nhiều, nhưng mà và với trung học phổ thông thì nó khó hơn. Với trung học cơ sở thì nó chỉ khó ở cái chỗ là có những môn gọi là môn tổ hợp, ví dụ là môn tin xã hội là tổ hợp của 3 môn toán lý hóa, thì nó hơi khó một chút khi mà xét tuyển điểm. Chứ còn nó không có cái chuyện là mỗi lớp là một kiểu phân công như là cấp 3. Vậy cấp 3 sẽ là khó nhất nhé. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ sang cái phần tiếp theo, là cái phần phần này tôi sẽ là nói sâu hơn mọi lần và tôi sẽ nói kỹ hơn. Như vậy là tôi sẽ nói sang phần thứ hai của buổi hôm nay là giới thiệu nhanh cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và cách chúng ta hiểu như thế nào và áp dụng như nào ở trong phần mềm STGB 3.0.
Thì sau cái bước này thì tôi mới mô tả sang cái cách chúng ta xuất thực biểu như thế nào. Đấy nhé. Thì mà mọi năm thì vấn đề tôi nói rất là sơ lược, năm nay tôi nói kỹ hơn vì theo tôi thì cái phần này là phần khó mà hiện nay là các nhà trường hiểu không đúng lắm cái chương trình này, thì tôi muốn nói kỹ hơn nhé. Như vậy là cái chương trình giáo dục phổ thông mới này này là bắt đầu áp dụng từ năm ngoái cơ, và nó sẽ cuốn chiếu đến hết 2024 25 thì kết thúc, và nó thay đổi đồng bộ chương trình và sách giáo khoa. Thì theo mô hình mới này thì cái chương trình của bộ, chương trình đó mới là pháp lệnh, chương trình khung là pháp lệnh, còn sách giáo khoa sẽ có nhiều bộ sách và là sách tham khảo. Đó, chúng ta chú ý như vậy. Với chương trình mới này thì về mặt lý thuyết thì thậm chí là giáo viên có thể là không dùng bộ sách giáo khoa nào vẫn dạy như bình thường được. Cho nên là như vậy, họ giáo viên có thể dùng nhiều bộ sách giáo khoa cùng một lúc để dùng để tham khảo. Giáo viên có thể tạo cho mình cái giáo án và cái chương trình dạy hoàn toàn không cần bộ sách, không cần theo bộ sách giáo khoa nào, miễn là theo đúng yêu cầu chương trình. Cho nên là chỗ rất là quan trọng, rất là mới của chương trình mới nhé. Chương trình cũ sách giáo khoa là pháp lệnh bắt buộc phải theo. Ở trên sở chúng ta có thể xuống thanh tra nếu mà tại hôm nay theo lịch trình là học bài 13, nếu cô đó mà dạy bài 12 như vậy là sai, dạy bài 4 cũng là sai, dạy bài 13 nó dạy lệch đi một tí là sai. Nhưng mà bây giờ không, bây giờ hoàn toàn không 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 có chuyện là ở trên sở là xuống thanh tra như vậy nữa. Họ chỉ thanh tra tôi có cần đạt thôi, hết học kỳ 1 phải đạt như thế này, nên làm đúng như thì là đạt, còn việc dạy như thế nào theo trình tự như thế nào là hoàn toàn giáo viên chúng ta chủ động hoàn toàn. Đó là chúng ta chú ý cái chương trình mới đó là như vậy nhé. À, một điểm nữa rất quan trọng tôi muốn nói lên là chỗ này, là muốn nói là như này, cái chương trình giáo dục phổ thông mới này là theo theo chúng tôi quan sát được, biết hiểu biết được ấy, thì đây là một chương trình giáo dục phổ thông đổi mới hoàn toàn so với tất cả từ xưa đến nay. Mà cái điều này là điều mà rất nhiều nhà trường mà giáo viên chúng ta có lẽ chưa hiểu hết hoặc là chưa hiểu rõ. Rất nhiều nhà trường và giáo viên chỉ nghĩ rằng đây là một cuộc thay thay sách giáo khoa. Nhiều người, rất nhiều, tôi đến đa phần giáo viên chúng ta đều hiểu như vậy, và theo tôi hiểu như vậy là sai, hiểu như vậy là rất là sai luôn. Cái chương trình mới này là theo tôi là thay đổi hoàn toàn cái tư duy, là chúng ta đây là lần đầu tiên là chúng ta áp dụng đưa vào một cách tiếp cận mới theo tiêu chuẩn của phương Tây, của quốc tế. Đấy. Là như sau nhé, là toàn bộ chương trình phổ thông của chúng ta sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn giáo dục cơ bản từ lớp 1 đến lớp 9. Phần này là bắt buộc học các môn là như nhau và cố định. Giai đoạn 2 là giai đoạn giáo dục hướng nghiệp. Chúng ta chú ý cái từ hướng nghiệp nhé, hay là định hướng nghề nghiệp. Nó đầy đủ ra là định hướng nghề nghiệp, nó nhanh là hướng nghiệp. Thì giai đoạn này thì các lớp 11, 12 sẽ được có một số môn bắt buộc và một số môn là lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp. Chúng ta chú ý cái từ đó nhé, cái từ đó là từ mà rất nhiều nhà trường hiểu sai và giáo viên cũng hiểu sai nhé. Ngoài ra còn có thêm các cái cụm chuyên đề dùng là hướng nghiệp sâu hơn cho học sinh. Chúng ta dùng từ cho các chú ý là hướng nghiệp nhé, vẫn là hướng nghiệp hết. Như vậy là các cái môn được chọn ở cấp 3 trong chương trình mới này và cả các cụm chuyên đề là dùng để định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Mục đích của chương trình này là cái gì? Là để các em học sinh có khả năng có cái mở rộng, có cái lựa chọn mà rộng hơn. Chúng ta có thể chuyển học hết 12 là chuyển sang làm nghề luôn, không cần học đại học. Đấy. Cái tư tưởng chính của cái chương trình này, cái mục đích chính của chương trình này là để cho nó đa dạng hóa và để nó phân loại lớp học sinh cho nó đúng hơn, đúng đúng với chuẩn quốc tế hơn. Là một số em nào khá hay là khá khỏe khá mà có cái định hướng là sẽ học cao lên thì mới thi đại học. Còn mà đa số học sinh sẽ định chuyển sẽ là sẽ có nghề và ra thế là 12 chỉ học thêm một chút nghề thôi là có nghề ngay. Cho nên là cái lớp 11, 11, 12 này là tất cả các môn đều có định hướng là chuyên sâu về nghề hết, chứ không phải hướng về thi đại học. Hiện nay là có một cái hiểu nhầm rất lớn của các sở, các nhà trường. Có một hiểu lầm rất lớn là cái việc mà lựa chọn môn
Và chuyên đề này là dùng lý thuyết đại học, theo tôi cái hiểu đó là hiểu vô cùng sai, sai bằng cách gọi là sai cái khủng khiếp luôn ở các nhà trường. Hiện nay chúng ta vẫn cứ tư duy là tất cả thi đại học hết. Việt ở Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay là tất cả học sinh 100% thi đại học, như vậy là sai lầm. Chỉ có em nào gọi là chúng ta cái hình dung ở Việt Nam hình như em nào mà học dốt quá, học dốt toàn diện không thể thi đại học được thì anh phải làm nghề, anh phải làm phòng nghề. Đó là cái tư duy sai kinh khủng. Chứ ở chúng ta hiện nay là thừa thầy thiếu thợ, thừa thầy thiếu thợ, mà cái tư duy này dẫn đến thì là làm nghề thì lương thấp cực kỳ mà phải có bằng cấp thì lương mới cao, cũng là một cái sai lầm nữa. Chứ đúng ra là anh có nghề giỏi là lương rất là cao, còn cao hơn cả các cử nhân hay kỹ sư mới mới ra trường. Cho nên các bạn chú ý nhé, các bạn đã xem cái chương trình giáo dục mà cái sách lớp 10 chưa? Sách lớp 10 là định hướng rất là rõ, mà có những rất nhiều bài là chuyên sâu về nghề, rất là sâu nhé, chuyên sâu về nghề nhé, chứ không phải là học sâu để thi đại học, nhưng không có. Hiện nay Việt Nam chúng ta vẫn là thi gì học nấy, cho nên là tất cả các trường tôi quan sát đấy, hầu hết là các trường là áp đặt cho học sinh là học các môn lựa chọn, học là học theo để thi. Như là em nào mà định hướng về tự nhiên thì bắt học môn toán lý hóa sinh, em nào mà định hướng học xã hội thì bắt phải học là văn sử địa. Và các nhà trường còn hiểu sai như này mới khủng khiếp này, em nào mà thi khối A thì bắt học chuyên đề là toán lý hóa sinh. Trời ơi, lại có thể nhầm lẫn một cách kinh khủng như vậy. Em nào mà thi sau xã hội thì bắt học chuyên đề văn sử địa. Đó là theo tôi đó là cái sai rất lớn của các nhà trường, của các sở nữa. Đấy, theo tôi đó là cái sai. Trong khi đó thì cái môn chuyên đề đấy là cái môn là hoàn toàn chuyên sâu hơn nữa về nghề nghiệp. Tất cả các chuyên đề học này đều không hề liên quan đến thi đại học một tí nào cả, đều rất là Thầy sâu. cho em ý kiến tí thầy ơi. Thôi để tôi nói tiếp nhé. Thôi tôi nói thêm cái này phần là vào tôi nói ngoài, thế là trong phần mềm này thì là phần mềm này thì không liên quan đâu, nhưng mà tôi nói thêm một chút thôi để cho anh thấy nhé. Cái này tôi nói thêm ra vui ngoài thôi. Thật ra tôi không cái phần này là cái phần liên quan đến chuyên môn về trường giáo dục này thì tôi không nên nói, nhưng mà tôi nói thêm thôi nhé. Như vậy là chúng ta chú ý là như vậy cái chương trình mới chúng ta nó là như vậy nhé. Như vậy lớp 11, 12 là cái lớp mà các em sẽ được chọn cái môn lựa chọn là cái môn theo định hướng nghề nghiệp mà mình muốn học về về sau này, và các em sẽ được chọn thêm cả các chuyên đề nữa, các cụm chuyên đề nữa nhé. Đấy, thì tôi nói như vậy thôi. Bây giờ tôi sang cái phần tiếp theo là một số quy định chính cần phải nhớ đây. Như vậy là hệ thống môn học chuẩn sẽ bao gồm các môn học bắt buộc và một số môn học lựa chọn nhé. Với khối trung học cơ sở thì sẽ có hai môn học nhân học xã hội, là đây là các môn học thực chất là tổ hợp môn của các môn là lý hóa sinh nhé và môn tổ một môn sử địa. Còn khối trung học phổ thông là như này nhé, học sinh sẽ có nhiều lựa chọn là môn học khác nhau, mỗi học sinh sẽ phải là học 6 môn bắt buộc và 4 môn lựa chọn. Đây là cái mới nhất, còn ngày xưa thì là 5 năm. Như vậy là 4 môn lựa chọn trong số 9 môn lựa chọn và 3 cụm chuyên đề trong số là 12, mà thực chất là 14. Vì sao là 14? Vì là riêng cái môn công nghệ và môn tin học thì là có 2 chuyên đề. Như vậy tổng số các môn chuyên đề là 14. Như vậy là mỗi học sinh sẽ lựa chọn cho mình các cái môn theo định hướng nghề nghiệp mà mình thích. Nghề nghiệp nhé, những bạn nghề nghiệp cũng phải là chọn môn để thi đại học. Chọn môn lựa chọn là chọn 4 trong số 9 môn và chọn 3 cụm chuyên đề trong số là 14 chuyên đề. Đấy, đó là về lý thuyết, nhưng mà thực tế thì không thể nào mà vì học sinh chọn nó rất đa dạng, cho nên chúng ta không thể nào bắt không thể theo hết được cái ý là theo được ý nguyện của học sinh. Do đó cho nên là chúng ta sẽ phải có cái cân bằng để chúng ta vừa yêu cầu vừa vừa xét yêu cầu của học sinh, chúng ta vừa xét yêu cầu của giáo viên, và thực tế sao chúng ta sắp xếp lớp làm sao cho nó hợp lý. Cho nên là cái lớp mà cái theo cái biểu mới này này thì cái việc sắp xếp lớp và môn học nó sẽ khó hơn rất là nhiều lần so với mô hình cũ. Mô hình cũ chúng ta cứ xếp chúng ta cứ chia đều ra thôi, chia đều ra, hoặc chúng ta theo cụm mà cụm 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 dân cư
Ví dụ như là ở trong huyện chúng ta là có một vài xã, có một chục xã, chúng ta xếp cứ hai ba xã là một lớp phù hợp với nhau cho nó dễ. Hay trong ở trong thành phố thì theo từng quận một, thế là theo quận A thì là theo từng quận, mỗi quận là một lớp, lấy ví dụ như vậy nó rất là dễ. Họ xếp theo kiểu là thi thi đầu vào, học sinh giỏi thì vào một vòng lớp, học sinh trung bình vào một lớp. Đó là mô hình cũ. Còn mô hình mới thì chúng ta phải làm khác, chúng ta phải dựa trên cái yêu cầu của học sinh, cầu học sinh như nào thì tôi nói sao, chúng ta có thể tạo ra cái tổ hợp môn sẵn định theo cái định hướng mà chúng ta thấy là điểm mình nghề nghiệp nhé, chứ không phải tổ hợp môn tạo ra theo cái định hướng thi đại học, sau đó là cho học sinh chọn em nào chọn tổ hợp môn này thì vào một môn, mỗi tổ hợp môn là một lớp, là một lớp học, sau đó phân ra, sau đó chúng ta cũng phải có cái, chúng ta phải có cái điều chỉnh theo cái hướng là đành phải là gì, là điều chỉnh, tức là đành phải có những cái học sinh như bị thiệt thòi một chút, học sinh thích học cái này cơ nhưng mà không thể sắp xếp được, đành phải vào lớp này. Đấy. Nhưng mà không nên là áp đặt hoàn toàn từ trên xuống. Đấy. Theo tôi là như thế nhé. Còn cụ thể thì là tùy tùy cái nhà trường, tùy cái nhà trường. Nhé. Rồi, thế bây giờ tôi nói sơ qua về chương trình giáo dục phổ thông mới nhất. Đây là cái đây là theo đây, đây là cái phân bổ theo chương trình, đây tôi chụp lại từ cái bản gốc của chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì đây chính là cái gọi là, đây nó gọi là cái pháp lệnh đây. Bệnh nhé. Thì đây là lớp cấp 1 nhé. Đây là cấp 2, cấp 2. Đó. Cái tổng số môn học nó chính là 29,5. Như vậy là nó cái chương trình mới này học sinh buổi là kín luôn, không lúc nào không có tiết nào nghỉ luôn nhé. À, còn đây là cấp 3. Cấp 3 thì đây là cái màn hình chụp của cái theo thông tư cũ, theo cái chương trình gốc thì chúng ta cũng có 3 nhóm môn đúng không? Học xã hội, khoa học tự nhiên và công nghệ và nghệ thuật để chia thành như này đây. Còn các bạn chú ý là chúng ta có ba cái gọi là đây này, nó có là chuyên đề học tập lựa chọn, thì ba cụm chuyên đề là mỗi cụm chuyên đề là 35 tiết. Nhưng mà đây là cái tương đối cũ rồi, cái mới nhất là cái này, mới nhất là cái mới tinh là cái thông tư 13. Thì người ta chia lại như sau là có 6 môn bắt buộc và có 9 môn lựa chọn đây, lựa chọn đây. Đấy. Và bây giờ là không 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 chia nhỏ nó ra nữa, không chia nhỏ thành ba cụm nữa. Nhưng mà học sinh sẽ học bắt đầu học 6 môn ở phía trên và chọn 4 trong 9 môn ở phía dưới, cộng thêm là ba cụm chuyên đề. Tất cả là các bạn chú ý, tất cả là có 14 cụm chuyên đề. Thật ra có 12 cụm, có 12 môn gốc. Nhưng mà riêng môn công nghệ và môn tin là nó có hai cụm chuyên đề, nó có hai cụm chuyên đề. Trên bản chất là nó có là 14 cụm chuyên đề, và về lý thuyết là mỗi học sinh được chọn 3 cụm chuyên đề. Nhưng mà chúng ta về xếp lớp chúng ta rất là khó, để ví dụ trong một lớp của chúng ta có 50 em, 50 em là mỗi em là chọn một cụm chuyên đề khác nhau thì làm sao mà chúng ta dạy được, rất là khó. Đấy, cho nên là cái chuyện là chỗ đành phải, theo tôi là đành phải chấp nhận giải pháp là mỗi một lớp là học ba cụm chuyên đề, và mỗi một lớp như vậy là học 4 môn lựa chọn. Đấy. Cứng, tức là nôm na là một lớp như vậy là phải ứng với một cái tổ hợp môn, bao gồm là tổ hợp môn này lại bao gồm là 4 môn lựa chọn trong số 9 môn và ba cụm chuyên đề trong số là 14 chuyên đề. Thì cách mà dễ nhất là hiệu trưởng là cố định và bắt tất cả các lớp phải theo như vậy, là cách là chúng ta không cần hỏi học sinh, chúng ta cứ làm. Nhưng cách đó theo tôi là không hay, là nó dựa trên cái ý chí của hiệu trưởng nhiều quá. Thì ở lớp chúng ta ở đây mà có ai hiệu trưởng thì các thầy cô đừng, không cần đấy nhé, tức là không không nên phản ứng với tôi nhé. Tôi chỉ là một cái chuyên gia bình thường thôi, tôi hoàn toàn là người nằm ngoài bộ giáo dục, thì tôi nói ý kiến của cá nhân tôi như vậy thôi. Thì chúng ta nên là dựa trên các ý kiến của học sinh và cái sự ý kiến của giáo viên nữa, lựa chọn sao cho nó hợp lý. Nhưng mà theo cái mô hình mới này nhé, thì đương nhiên là giáo viên các môn học, các môn lựa chọn ấy là sẽ bị thiệt thòi, đương nhiên này. Trước kia là chúng ta có 9 môn đúng không? Có 9 môn lựa chọn mà chỉ học 4 môn thôi. Như vậy về mặt toán học thống kê mà tính ra thì mỗi giáo viên là sẽ bị giảm đi cái số tiết học, giảm đi cái giờ dạy là 5 trên 9, tức là giảm đi hơn 50% cái thời gian dạy. Cho nên là tất cả các giáo viên các môn lựa chọn đều cảm thấy thiệt thòi hết. Đấy, chúng ta chú ý là
thì cái người hiệu trưởng phân công làm sao cho là các giáo viên là đỡ bị thiệt thòi quá so với cái trung bình đó. Ví dụ ta thấy ta để ý một số trường là loại môn tin học ra khỏi cái môn, không lúc nào học tin học cả, như vậy là giáo viên tin học ở đó là nghỉ luôn, thì đó cái đó là cái sự thiệt thòi kinh khủng, trong khi đó là cái môn tin học là cái môn rất quan trọng. Mà nếu mà tôi mà là cá nhân của tôi mà tôi góp ý kiến thì môn tin học phải nằm ở phía trên, vì môn tin học là cái môn là hạ tầng của hạ tầng, là môn cơ sở của tất cả các môn học. Hiện nay có lẽ tin học là cái môn học mà áp dụng trong tất cả các ngành nghề của kinh tế quốc dân, chứ không phải như là môn ngay có thể môn toán, môn ngữ văn cũng là quan trọng, nhưng không có ý nghĩa quan trọng như là môn tin. Nhưng mà môn tin hiện nay được coi như là cái môn phụ quá, nhưng mà sau viên tin là rất là thiệt thòi đó. Xin các cháu trình bày phần chính này, mấy phần này để cho nhà Ok, trường mình hiểu rồi, tôi một hiểu rồi. đêm là làm cái phần thời cơ biểu, mình làm chính cái phần đấy cho nên đỡ tốn thời gian. Phần này là phần của nhà trường là lo, mình Ừ, không có đi lo rồi, chuyện đó. mà tôi vẫn nói thêm ý kiến của tôi một chút thôi, nó nhanh, tôi làm nó qua bây giờ đây nhé. Thì phải nói cái này xong rồi thì chúng ta mới vào được cái phần chính kia nhé. Cái phần chính và cái phần mà là gọi là phần của thầy có biểu nó liên quan đến những cái này. Đây, tôi truyền thêm nhé. Rồi, như vậy là như vậy, vừa tôi vừa nói xong cái phần chung của chương trình truyền thông mới để chúng ta hình dung nhé nhé. Bây giờ vậy thì trong phần mềm của chúng ta phải làm cái gì? Thế thì tôi xin nói những cái điểm thay đổi ở trong phần mềm mà chúng ta phải chú ý nhé. Tất nhiên là cái trình bày của tôi là hôm nay là tôi trình bày là dành cho những cái giáo viên mà đã biết cái phần mềm thầy cô biểu cũ rồi, chứ tôi hôm nay tôi lại không không phải là trình bày từ đầu cho những người nào chưa biết cái gì. Nhưng mà chưa biết cái gì thì phải có một buổi khác, phải một cái buổi, chứ hôm nay thì không đủ, với chúng ta tôi vừa nói phần nâng cấp, vừa nói cái phần liên quan đến hỗ trợ chương trình phổ thông mới nhé. Cho nên là tôi sẽ hôm nay là ý của tôi hôm nay là tôi dành cho các giáo viên, các nhà trường đã biết cái bản cũ rồi, biết chỉ tôi chỉ nói cái phần mà là phát triển lên thôi. Được rồi, như vậy là để cho cái phần mới của phần mềm quản lý sau này. Trong phần mềm của chúng tôi là sẽ lưu trữ hai danh sách môn học. Một là danh sách môn học cứng theo chương trình giáo dục mới. Danh sách môn học này là cố định và chúng ta là không thay đổi được. Thậm chí chúng ta là chỉ nhìn nó được, chúng ta không thay đổi được. Đó là Mày ăn rồi mày cứ cứng. ỉm cái mặt mày vô đó. Còn hai là danh sách môn học để phân công cho thầy có biểu hiện thời của chúng ta. Đó, chúng ta chú ý nhé. Chứ chúng ta khi vào lệnh trong phần mềm chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ có hai chỗ là danh sách hiện thời, thì cái số 2 này, cái số 2 chính là cái mà chúng ta cũng quen từ xưa này, chính là danh sách môn học. Trong chương trình chính ấy, là danh sách môn học dùng để gán cho từng lớp một và phân công giáo viên dạy nha. Đó, nhưng danh sách một là danh sách mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy ở trong 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 phần mềm mới này, nó khác các cái bản cũ từ một chấm chỉ về trước không có. Thì hai cái này điểm gì? Thì để như sau này, khi mà chúng ta mà nâng cấp một cái phần mềm của chúng ta từ bản cũ lên nhé, thì trong phần mềm chỉ có sách hai thôi, không có sách một, thì khi đó cái sách hai này nó không tương thích hoàn toàn với chương trình phổ thông mới. Thì chúng tôi có một lệnh gọi là cập nhật môn học trong chương trình mới. Thì khi đó thì phần mềm sẽ copy những cái danh sách lớp, danh sách môn học từ chương trình từ một này sang hai, và chúng ta sẽ tự động nâng cấp lên được, không nâng cấp lên được đó. Thì khi mà tự động nâng cấp lên thì trong sách của chúng ta, sách môn học của chúng ta sẽ có hai phần: một phần là phần cũ, là môn học cũ chúng ta vẫn dùng; hai là những cái môn học mới trong danh sách trong chương trình giáo dục phổ thông mới đó. Chúng ta chú ý nhé, cho nên là khi mà chúng ta mà dùng lệnh là gọi là nâng cấp danh sách môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thì Tao nói gây như nào thì gặp hai này quả nó sẽ đó, mở rộng ra rất là quan nhiều, trọng và chứ nó bao gồm cả những cái môn cũ hiện tao mệt thời mỏi lắm rồi và tao những muốn môn nói mới hả, mày tao trong chương trình mãi mới. mày giận Các bạn quá. chú ý chuyện nhé, tất cả điều này các bạn phải chú ý, vì nó rất là đa dạng, nó mà thật ra nó cũng nó khó thật chứ không phải là dễ nhé. Rồi, như vậy là danh sách môn học hiện thời là ở bên trái đây nhé, bên trái đây, và chúng ta có một cái lệnh để copy từ danh sách môn học cứng theo chương mới vào danh sách môn học hiện thời, nhưng mà nó tự động nó nâng cấp lên. Thật ra chúng ta có thể là không cần danh sách mới này cũng được,
chúng ta có thể bỏ đi được và chúng ta có thể nhập bằng tay cũng được. Trong phần mềm của chúng ta là nhập bằng tay từng môn học của nó. Chúng ta có thể là nhập từng môn học một không sao cả. Chúng ta có thể bỏ qua cái lệnh mà nâng cấp này cũng được không sao cả. Vì bản chất của thời cơ biểu không thay đổi, bản chất thời cơ biểu vẫn là nhập danh sách môn học. Sau đó là nhập phân công chuyên môn cho từng môn, từng lớp và cho từng giáo viên, bản chất không thay đổi. Cho nên là đây chỉ là cái mà tôi nói để là chức năng của phần mềm thôi. Còn khi mà các bạn đã thạo, thật ra giáo viên nào mà thạo phần mềm của chúng tôi rồi, chúng ta có thể dùng mở ra và dùng như bình thường nhé. Rồi, chúng ta chú ý ở trong phần mềm mới của chúng tôi thì nó sẽ có ba cái khái niệm, ba cái tên sau đây mà các bạn chú ý nhé. Một là cái từ là danh sách môn học hay là môn học. Thì đây là danh sách môn học sẽ được phân công dạy trên thời khóa biểu cho các lớp học hiện thời. Đấy, và mô hình môn học sẽ được mở rộng trong thời khóa biểu mới này. Ngày xưa thì môn học nó chỉ có là mã môn và tên môn và phân loại môn đó là môn môn tự nhiên hay môn xã hội thôi. Còn bây giờ nó sẽ mở rộng ra, cái môn học này nó sẽ mở rộng ra là nó thuộc đối với cấp 2 thì là môn tổ hợp hay là môn không tổ hợp. Nên cấp 3 thì nó là thuộc cái nhóm môn nào, có khái niệm là nhóm môn, nó là môn bắt buộc hay là môn tự hay là môn lựa chọn. Môn lựa chọn thì được phép chọn thêm là môn lựa chọn theo hướng khoa học tự nhiên hay là khoa học xã hội hay là công nghệ và nghệ thuật. Thế nhưng đó là cái mới của cái gọi là mở rộng cái thuộc tính của các môn học chính ở trong nhà trường. Hai là chúng tôi có một cái có một cái nó gọi là danh sách các cái môn chuyên đề, các cụm chuyên đề. Thì phần này là cái mới mà phần này chỉ mang tính tham khảo nhé. Ở trong danh sách môn học chính như này, trong sách môn học chính này nhá, trong sách môn học chính như này mà chúng ta chú ý dùng để phân công giảng dạy cho học sinh ấy, cho lớp ấy, thì trong phần này chúng tôi đã cố định có ba cái môn học, ba môn ứng với là ba cụm chuyên đề rồi, và ba cái môn này đặt tên đặt đặt mã đó là CD1, CD2 và CD3, và ba môn này là thuộc cái nhóm môn là nhóm môn chuyên đề rồi. Đấy. Nhưng mà cái ví dụ lớp 10A học ba môn chuyên đề, cái chuyên đề 1 là cái gì, chuyên đề 2 là cái gì, chuyên đề 3 là cái gì, thì phần mềm sẽ gắn với cái chuyên đề 1 đó với một môn chuyên đề. Ở đây đây là cái bảng này sẽ gồm có là 14 môn chuyên đề theo chương trình của bộ. Như vậy là mỗi một môn CD1, CD2, CD3 của sách môn học chính này sẽ được tương ứng với một môn chuyên đề ở phần sách phía dưới, và nó thông qua khái niệm là tổ hợp môn. Tôi tôi sẽ nói ở phía dưới. Như vậy là tổ hợp môn là cái gì? Tổ hợp môn là một tập hợp các môn học lựa chọn cộng với ba môn chuyên đề ở trên này. Như vậy là cái tổ hợp môn này chính là cái mà chúng ta đang cần đây, là các cái là gồm có là bốn môn lựa chọn cộng với ba môn chuyên đề được chọn trong số là 14 chuyên đề. Thì tổ hợp môn tạo ra điểm gì? Tổ hợp môn tạo ra là chính dùng để chúng ta sẽ gắn nó với từng lớp học. Mỗi lớp học sẽ là một tổ hợp môn riêng. Đấy. Để chúng ta để thuận tiện khi chúng ta có thể tra cứu, chúng ta có thể in ấn, chúng ta có thể là gán. Khi chúng ta mà phân công giảng dạy môn học cho từng lớp thì chúng ta in ra cái tổ hợp môn này và chúng ta chiếu vào, chúng ta sắp xếp. Được chưa? Ví dụ lớp 10A học 4 môn này, học học 4 môn là địa sử à, địa à, lý hóa tin, lấy ví dụ thế. Thì như vậy là ứng với 4 môn này là có 4 học giáo viên sẽ dạy. Chúng ta in ra cái bảng đó và ba chuyên đề nữa, ba cụm chuyên đề nữa, ba cụm chuyên đề đó ứng với ba giáo viên nữa. Chúng ta in ra cái bảng này và chúng ta ngồi, khi chúng ta xếp, chúng ta phân công giảng dạy cho lớp 10A, chúng ta sẽ nhìn vào bảng này, chúng ta sẽ phân công. Bản chất còn nó vẫn là phân công giảng dạy thôi, phân công cho từng trường lớp và từng lớp một theo từng môn và giáo viên. Như vậy là nhưng mà cái môn học này là cũ này, không thay đổi, nhưng mà nó mở rộng rất nhiều về thuộc tính môn học so với cái bản cũ. Hai là hai cái này là hai cái mới tinh, là hai cái mới tinh. Trong cái bản trước là không có, trong bản này là có, thì chúng ta chú ý nó chỉ mang tính hỗ trợ thôi, không phải là mang tính là nó không có tính quyết định trong quá trình xét tuyển biểu, mà nó chỉ dùng khi mà chúng ta xếp lớp ban đầu và chúng ta chuẩn bị để xếp lớp thôi và phân công giảng dạy thôi. Còn khi mà chúng ta đã phân công giảng dạy xong rồi thì chúng ta có thể quên đi tất cả những cái này và chúng ta chỉ việc xếp chữ biểu như là bình thường, như là cũ. Ta chú ý nhé.
Đây thì đây là cái gì? Đây là cái bảng mà danh sách môn học và phân phối tiêu chuẩn mà phần mềm đã cố định sẵn ở trong chương trình. Chúng ta có thể dùng nó và cần thay đổi chúng ta sẽ thay đổi. Để thật cho đây là cấp 1, ai 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 dạy cấp 1 thì quan tâm. Đây là bảng cấp 2, ai dạy cấp 2 thì quan tâm. Cấp 2 các bạn chúng ta chú ý là có ba cái môn mới là môn khoa học tự nhiên, môn nghệ thuật và môn hoạt động và môn nghệ thuật và môn lịch sử địa lý. Thì ba môn này là môn tổ hợp và nó ứng là có cái môn tổ hợp con đây. Cái môn con tổ hợp là môn lý hóa sinh, môn sử địa và môn nhạc thuật. Cái phần này nó liên quan đến cấp 2 cũng rất rất quan trọng. Vì hiện nay là mặc dù là môn tổ hợp khoa học tự nhiên nhưng mà chúng ta không có một giáo viên dạy khoa học tự nhiên. Do đó chúng ta phải phân có ba 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 giáo viên, một giáo viên dạy phần lý của môn khoa học tự nhiên, một giáo viên dạy phần hóa, một giáo viên dạy vật sinh, nhưng mà thực chất vẫn là phân công cho ba môn. Cho nên là chỗ này là chỗ hơi khó của cấp 2. Thì thực chất chúng ta có nhiều cách để chúng ta giải quyết những cái này dành cho cấp 2 nhé. Hôm nay tôi muốn dành cho cấp 3, chứ tôi không nói sâu chỗ này. Nhưng mà bản chất là cái môn khoa học tự nhiên của cấp 2 đó nó tương ứng với là ba môn học con. Nếu chúng ta mà không có giáo viên thì chúng ta phần phải tách thành thành ba môn như bình thường. Còn nếu mai kia các nhà trường có đủ giáo viên dạy chung thì chúng ta lại coi như là một môn thôi. Và đây là cấp 2. Còn đây là cấp 3. Cấp 3 đây. Cấp 3 thì đây là cái bảng, đây là cái hình của hình 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 hình, hình cũ thì nó hơi khác một chút, còn hình chúng ta sẽ phải sửa lại một chút cái hình này nhé. Thì các bạn chú ý đây là cái danh sách môn học, mã môn và môn học, các thuộc tính là thuộc tính nhóm môn, tức là cái tên nhóm và phân bổ cho 11, 12 cho cả ba lớp, cho cả ba nhé, cho cả ba. Thì theo cái bảng này đấy, đây là tôi hình dung một chút nhé. Cái bảng này hiện nay đã thay đổi một chút rồi. Hiện nay thay đổi một chút thì như sau này, đây nhé, tôi một chút này, các bạn chú ý nhé. Có một số thay đổi này. Hiện nay là cái môn lịch sử, hiện nay ở trong phần mềm con mở ra có thấy môn lịch sử là có cái nhóm môn là một là khoa học xã hội, thì chỗ này các bạn sẽ phải sửa lại thành là bắt buộc, thành nhóm môn là về không là bắt buộc. Như vậy lịch sử hiện nay nó không nằm trong nhóm khoa học xã hội nữa mà nằm trong nhóm là bắt buộc. Chúng tôi đã phân bổ mỗi môn học ở trong danh sách môn của chúng ta sẽ được chia làm 4 nhóm, 5 nhóm. Nhóm không là nhóm bắt buộc, là đây là nhóm nằm trong phần bắt buộc lớp nào cũng phải học. Thứ hai là nhóm khoa học xã hội nhé, là môn lựa chọn. Thứ ba là nhóm số 2 là nhóm khoa học tự nhiên, và nhóm thứ tư là nhóm số 3 là nhóm công nghệ và nghệ thuật, và thứ tư số 4 là nhóm thứ năm là số 4 là nhóm chuyên đề. Như vậy là chúng ta đã có sẵn ba cái môn ký hiệu là CD1, CD2, CD3. Ứng với đó là tên là môn chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3, cứng cứng ba môn này. Và ba môn này nằm trong cái nhóm số 4, nhóm là với cái ký hiệu nhóm là 4 và đặt là nhóm chuyên đề. Thì cái nhóm chuyên đề 1, 2, 3 này sẽ tương ứng với các chuyên đề, các cụm chuyên đề mà nằm trong cái tổ hợp môn tương ứng. Đấy, thế là nữa tôi sẽ nói nhé. Mà chúng ta sẽ phải in tổ hợp môn nó ra để biết được ai những cái gì. Lớp 10A này chuyên đề 1, CD1 là ai dạy, nó là môn nào, là cụm chuyên đề nào ở ở trong trong danh sách. Cái CD2 ứng với cụm chuyên đề nào, ai dạy. Chúng ta phải in ra cái tổ hợp môn và phân công giảng dạy của cái lớp đó. Chúng ta chú ý nhé, đừng 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 nhầm lẫn nhé. Đừng nhầm lẫn cái CD1 này là các cụm chuyên đề nhé. Chuyên đề 1 chỉ là cái môn chuyên đề 1 của lớp đó thôi. Còn ở trong sách nhà phân phối tiêu chuẩn này thì là không có cái cụm chuyên đề cụ thể, không có, không 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 có cái cụm chuyên đề, ví dụ như là cụm chuyên đề toán, cụm chuyên đề lý, cụm chuyên đề là tin học ứng dụng, cụm chuyên đề là tin học khoa máy tính, không có. Và chỉ có cái môn là môn chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 nhé. Thầy hai ơi, cho em hỏi hai ơi. Sao sao hỏi gì đi. Cho em hỏi tức là cái môn giáo dục địa phương của người ấy, nó có 35 tiết mà nhưng có 4 5 chuyên đề, có 5 người dạy lần thầy ơi. Ở trường em ấy gì, thế là đây là việc của trường. Mình cứ đây mình chịu, mình ở đây thì mình phải coi là một môn, chứ không thể tách thành năm môn được.
tùy đây là tùy nhà trường nhé. Hiện nay tôi đang hiện nay là phần mềm vẫn đưa ra một cái phân bổ theo tiêu chuẩn của bộ thôi. Vì tùy từng địa phương là nó rất phức tạp, thì chúng ta sẽ phải các bạn sẽ phải phải sáng tạo ra dựa trên cái phần mềm và công cụ của nó, chúng ta có thể sáng tạo, chúng ta có thể bổ sung thêm môn học chẳng sao cả. Đây là cái mà cái môn học là cái đây là cái môn học này, đây là tiêu chuẩn của môn học mà trong nhà trường. Cái môn học chúng ta có thể thêm bớt chỉnh sửa thoải mái mà. Vâng, chưa, đây là cái mặc định tôi đã làm sẵn rồi, chúng ta sẽ dùng nó mặc định. Còn nếu chúng ta tha hồ thêm bớt, tha hồ chỉnh sửa, ví dụ như hiện nay là trong phần mềm các bạn mở ra các bạn sẽ thấy là cái môn lịch sử là cái môn thuộc nhóm môn khoa học xã hội đó. Hiện nay là như vậy thì chúng ta sẽ vào, chúng ta phải sửa cái này, chúng ta chuyển cái lịch sử này thành thành nhóm không, tức là thành nhóm bắt buộc đó. Đây chúng ta phải sửa nhé, mà hiện nay là theo và sửa lại không phải là một tuần 2 tiết mà một tuần là 1,5 tiết. Ở đây là đây 2 tiết là theo mô hình cũ nhé. Theo mô hình mới là môn lịch sử là môn là học có 1,5 tiết thôi. Suy ra là tổng số môn học ở đây là không phải 29 mà là 28,5 thôi. Đây tôi nói thêm một chút nhé, cái môn trải nghiệm và hướng nghiệp này là môn mà trong chương trình chính, trong chương trình của gốc của bộ là 3 tiết. Nhưng sao chúng tôi cho đấy là 2, vì chúng tôi đã chuyển một tiết của trải nghiệm này sang sinh hoạt rồi. Sinh hoạt là môn bắt buộc, là môn là từ trước đến cũng là cái môn là cái môn rất quan trọng, là cái môn mà được đưa thêm vào và là môn đặc cứng, thông thường là dạy dạy tiết 1 của ngày thứ 2 của tất cả các trường. Cho nên chúng tôi đã phân bổ cái môn là trải nghiệm và hướng nghiệp đó. Đáng nghĩa là 3 tiết trong chương trình, chúng tôi giảm cho còn 2 và đẩy một tiết đó sang môn sinh hoạt. Các bạn thấy là như vậy, đây là chúng tôi đã tạo ra cái phối tích chuẩn trong phần mềm mà tương ứng với thực tế rồi, nó được lấy từ chương trình của bộ đưa sang đây. Đấy. Chứ các bạn phải hiểu kỹ cái này, các bạn mà không hiểu kỹ cái này thì sau này rất là khó hình dung. Phải hiểu rất là kỹ cái này là nó vừa kế thừa của chương trình của bộ, đồng thời nó vừa áp dụng kế thừa cái thực tế nhà trường chúng ta cũng làm từ xưa đến nay. Đấy, chúng ta phải hiểu cái chỗ này nhé. Không, một người có hiểu, một người sẽ hỏi tại sao là cái trải nghiệm này lại có 2 tiết. Đấy, vì sao là 2 tiết mà trong chương trình của bộ là 3 tiết? Bởi vì chúng tôi đã phân bổ sang sinh hoạt. Đó. Thậm chí một số trường nhé, một số trường còn như này, một số trường còn giảm cái này còn 1 tiết thôi, phân bổ tiếp sang là chào cờ nữa. Hay là trong mà chúng ta còn có cái tiết chào cờ nữa cơ mà. Thì một số trường là coi là dân địa phương, là chào cờ là dân địa phương. Vậy suy ra cái dù địa phương này chúng ta giảm còn 1. Chẳng sao cả, ok, đồng ý nhé. Trải nghiệm này, trải nghiệm một số trường coi là chào cờ cũng là trải nghiệm, sau đó một số trường là giảm cái này đi 1, không sao hết, vẫn là chuẩn, vẫn là theo cái tư tưởng của bộ là gì. Như vậy là cái giờ trải nghiệm và hướng nghiệp này chúng ta sẽ ở trên bộ đưa xuống là 3 tiết, chúng ta phân bổ 1 tiết sang sinh hoạt, phân bổ 1 tiết sang chào cờ, như vậy chỉ còn 1 tiết trên lớp thôi, không sao cả, hoàn toàn đúng theo bộ mà vẫn hợp lý với chúng ta. Các bạn chú ý là trong trình của chúng tôi thì chào cờ không phải là một môn học. Chứ là trong cái chương trình này, là trong cái sách này là không có cái môn chào cờ, không có. Đối với chúng tôi, phần của chúng tôi từ xưa chúng tôi làm 30 năm nay rồi, là chào cờ là một tiết đặc biệt chung cho toàn trường. Khi chào cờ thì đã chào cờ tất cả xuống sân hết, và trong thời biểu trong lớp học là rỗng, thời biểu giáo viên là rỗng, giáo viên cũng phải các bên chủ nhiệm phải đến giờ chào cờ và đứng ở trong sân trường. Còn giáo viên môn khác thì nghỉ ở nhà thôi, không sao cả. Nhưng mà chúng ta không được xếp tiết vào giờ chào cờ là toàn trường là xuống sân. Như vậy trong phần mềm của chúng tôi thì chào cờ luôn là một tiết đặc biệt. Nhưng mà với chương trình mới này thì chúng ta có thể hiểu ngầm là phân bổ chào cờ đó chính là một tiết trải nghiệm và hướng nghiệp. Do đó, cái môn là trải nghiệm và hướng nghiệp này chúng ta sẽ giảm xuống còn 1 tiết một tuần thôi. Trên thực biểu chỉ ghi có 1 tiết thôi. Còn chúng ta hiểu nhầm đó là 1 tiết sẽ chuyển sang sinh hoạt và 1 tiết sẽ chuyển sang chào cờ. Các thầy cô có hiểu không ạ? Đấy, chỗ này là cái chỗ này là chỗ rất linh hoạt, nhưng chúng ta không cứng. Cái môn học này là cái môn là sách môn này là cái môn chúng ta tha hồ, chúng ta thêm bớt thay đổi thoải mái. Rất nhiều trường chúng ta thay đổi. Ví dụ chúng ta là cái môn Anh văn chẳng hạn. Anh văn chúng ta làm là ví dụ như một số trường anh văn chúng ta là chia làm 2 lớp, anh văn A, anh văn B. Anh văn A là dành cho giáo viên cho trong trường dạy, anh văn B là dành cho mời một chuyên gia nước ngoài đến dạy, không sao cả, thành 2 môn luôn, không sao cả. Hay là môn toán chúng ta có thể tách thành 2 môn là môn đại và môn hình, chẳng sao cả.
Tức là tùy chúng ta có thêm bớt thoải mái cái môn học này. Còn riêng các chuyên đề, vì sao chúng tôi không thể đưa vào đây, là không thể đưa vào cái bảng này là 14 môn chuyên đề được, làm cho nó dài quá cái thách ra mà nó thừa. Chúng tôi để 3 môn thôi, là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3, đúng không ạ? Và có một cái ánh xạ tương ứng là chuyên đề 1 là cái gì, của lớp nào, vì nó là đặc biệt lớp khác nhau nhé. Lớp 10A chuyên đề 1 là chuyên đề toán, lớp 10B chuyên đề 1 là môn văn, chuyên đề văn. Trên chúng tôi tách riêng ra thì sách môn cụm chuyên đề nằm ở một chỗ khác, không nằm ở đây. Nhưng đây là chính các chỗ mà cần phải, đây chính các chỗ rất quan trọng cần phải biết, là đây chính là cái danh sách môn học cứng theo chương trình mới mà nằm ở trong phần mềm, chúng ta được quyền thay đổi sửa chữa. Nhưng mà cái chỗ này quan chú ý nhé, đây là danh sách mà chỉ áp dụng cho cái lớp 10 thôi. Còn 11, 12 chúng ta có dùng sách cũ thì nó lại khác, sách cũ lại khác, nhưng mà trong của chúng ta trong sách có thể nó dài rất là nhiều, sách lớp mới và cũ có thể nó trùng tên nhau, có thể trùng dùng trùng nhau, có thể dùng khác nhau. Ví dụ là một số môn ở trong này có thể là lớp mà 10, mà cũng có cái môn trải nghiệm này, là cái môn trải nghiệm này là cái môn mà lớp 11, 12 không có. Chỉ lớp mà, hay môn giáo dục địa phương, hay là môn tiếng dân tộc, hay là môn ngoại ngữ 2 là những môn mà trong ở trong lớp 1, lớp 12 là không có, chỉ dùng cho lớp 10, 10 thôi. Đấy, như vậy. Sau 3 năm nữa thì sách này là đúng áp dụng cho toàn bộ nhà trường, nhưng mà sau 3 năm. Còn hiện nay chúng ta vẫn có trong sách này, chúng ta vẫn bổ sung thêm các môn của môn cũ, của các môn cũ thì dành cho lớp 1, lớp 12. Cho nên là cái năm nay này là năm mà trường chúng ta, môn học của chúng ta rất là dài, rất là đa dạng, chúng ta phải chú ý chỗ đó nhé. Cho cái người mà làm sở có biểu cũng phải rất hiểu biết cả chương trình nữa thì chúng ta mới nắm được cái này. Chứ thông thường trong nhà trường, cái người sở có biểu thông thường là thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó, chứ người giáo viên bình thường là nhiều người rất là khó biết cái này, hay là họ hay bị nhầm lẫn đó, chúng ta chú ý nhé. Thì đó là cái danh sách nhà phân phối tiêu chuẩn. Bây giờ tôi nói sang cái bảng này là cái bảng gọi là bảng danh sách môn học cố định. Cái bảng này là bảng chúng ta chỉ nhìn, chúng ta không thay đổi được, cứng ở trong phần mềm. Thì trong phần mềm nó có chức năng là quan sát và nhìn thấy nó. Thì đây là toàn bộ cái bảng môn học cố định và các thuộc tính của môn học cố định mà chúng tôi đã cố định trên phần mềm rồi. Cái danh sách này chỉ mang tính tham khảo, chúng ta không sửa được. Nhắc lại nhé, cái danh sách này này là sửa được, là danh sách chính nhất, quan trọng nhất, dùng để mà phân bổ cho từng lớp một, để và phân bổ giáo viên, phân bổ tiết học. Còn cái này là cái cứng ở trong phần mềm, chúng ta được quan sát nó và nhìn thấy nó, nhưng mà chúng ta không sửa được nhé. Thì đây là như vậy, là cái bảng mà cứng nó gồm có là đây là 16 môn, tổng cộng là 32 môn, là có 32 môn ở trong cái danh sách gọi là sách môn học cố định. Chúng ta chỉ được nhìn nó, chúng ta không quan sát. Thì chúng tôi đưa cái này vào làm gì, để mà chúng tôi sẽ có chức năng là nâng cấp rất là nhanh từ danh sách môn học hiện thời. Ví dụ hôm năm nay chúng ta là lớp 10, năm ngoái lớp 10 là danh sách cũ đúng không nào, năm nay lớp 10 là bữa chúng ta bấm nút thì phần mềm sẽ tự động copy những cái phần mềm, những cái nào mà mới từ đây này, những cái nào mà mới từ đây và những cấp 3 sẽ copy sang lớp 10 hiện thời rất là nhanh. Nhưng mà chúng tôi được các bạn xem một chút để chúng ta hình dung đó. Như vậy là trong danh sách nhà cố định này nó có những cái môn như là môn CD1, CD2, CD3 đúng không? Môn TN là trải nghiệm. Ở đây chúng tôi đã ghi rõ là đây là mã môn này, đây là tên môn này đó. Rồi các thuộc tính như là thuộc tính nhóm này, thuộc tính là phân bổ, thuộc tính là tổ hợp hay là không này, là số lượng môn tổ hợp này, môn 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 tổ hợp của cấp 2 đấy, rồi là các môn tổ hợp con này, rồi là màu sắc được thể hiện trên 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 màn hình này, rồi là tự nhiên hay là xã hội này, hay là môn chính này, hay là môn môn phụ này, chúng tôi làm sẵn đây rồi. Rồi thì bây giờ tôi sang cái phần này. Như vậy là ở trong phần mềm của chúng tôi năm nay này, cái là một trong cái mở rộng rất là lớn là các cái thuộc tính của môn học, từ sách môn học. Ở trong mô hình cũ thì môn cái bản từ 1 chấm trở về trước ấy, bản TKB từ 13 chấm trở về trước ấy, thì môn học nó chỉ có là mã môn, tên môn và môn chính, môn phụ thôi, môn chính xã hội thôi.
và số phòng học môn nữa. Như năm nay là các bạn thấy nó mở rộng rất là nhiều. Một là nó mở rộng là nhóm môn, là nó thuộc nhóm môn nào, cái nhóm môn này là cái rất quan trọng. Nhóm môn này là để phân biệt nó là cái môn bắt buộc hay là môn lựa chọn, và nếu lựa chọn thì nó thuộc cái nhóm nhóm lựa chọn nào. Đấy. Như vậy là nhóm môn là gồm có là một là bắt buộc, hai là khoa học xã hội, ba là khoa học tự nhiên, bốn là công nghệ và nghệ thuật, năm là nhóm môn chuyên đề và sáu là nhóm môn tự chọn dành cho cái môn như là môn môn địa phương đấy đó. Như vậy là cái nhóm môn là cái làm là cái rất mới. Thì các bạn chú ý nhé, năm nay là trong cái môn này thì trong sách của chúng tôi là các bạn tạo ra thì cái môn lịch sử sẽ mặc định nằm trong môn khoa học xã hội là môn lựa chọn, thì chúng ta hãy sửa đi, sửa nó chuyển sang bắt buộc, vì nhà Việt Nam chúng ta vừa mới thay đổi luôn, mà tôi nghĩ rằng có thay đổi nữa đấy, thế nào cũng thay đổi nữa chứ không thông thôi. Biết đâu sau năm chúng ta lại đổi môn lịch sử từ môn bắt buộc sang môn lựa chọn, biết đâu đấy. Hiện nay là chúng ta vẫn chưa rõ cái đề cương này là khi bão thực tế nó nảy sinh ra các cái mâu thuẫn trên thực tế, thì chắc là bộ có thay đổi nữa, mà thay đổi hình xoáy luôn thì chúng ta có thể sửa đổi được những cái này. Đó, rồi là phân bổ môn chính môn phụ rồi số phòng học môn. Đấy, thì đây là cái màn hình nhận, đây là cái màn hình những cái màn hình mà là nhập môn học là nó khác rất là nhiều. Đây là màn hình mà nhập môn học mà mới này, nó rất là khác so với cái màn hình ngày xưa. Thì ngày xưa cái môn học cái nhập môn học nó là cái màn hình này nó đơn giản, chứ tôi không nói kỹ hơn, nhưng mà lần này là tôi nói rất kỹ hơn vì nó rất quan trọng, nó khác cái lần trước, đặc biệt là với cấp 3 nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì với mỗi môn học ở đây nhé, thì chúng ta sẽ sửa ở bên phải này, sửa thành mã môn, cái môn này là phân bổ nhé, phân bổ là nó là tiểu học cấp 2 hay là cấp 3 nhé. Rồi là môn tự nhiên hay là kỹ thuật, môn xã hội, hay là đây có hai lựa chọn đây, môn chính và môn phụ nhé, hay là môn tổ hợp. Còn đây nhóm môn, đây nhóm môn này là chúng ta bấm vào chỗ này là nó ra một cái pop up và chúng ta lựa chọn nó nằm trong nó là có cái 6 cái lựa chọn đấy, là môn bắt buộc này, môn khoa học xã hội này, môn khoa học tự nhiên này, môn công nghệ và nghệ thuật này, là môn chuyên đề này và môn tự chọn. Nhận là mỗi một môn học là nó có 6 cái nằm trong một trong 6 cái nhóm môn, và nó hiện ra luôn ở đây này, chỗ này hiện ra cái cột này, hiện ra cái nhóm môn ở đây. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Mặc định chúng tôi đã để sẵn đây rồi, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi. Và thêm này, tất cả các môn học cũ từ năm trước thì đều khi chuyển sang mới này đều nằm trong nhóm môn bắt buộc hết. Các môn cũ nhé là bắt buộc hết. Nếu chúng ta muốn thay đổi chúng ta sẽ phải thay đổi, hoặc có một nút lệnh là nút này, nút là cập nhật từ chương trình giáo dục phổ thông mới, thì phần mềm sẽ cập nhật các cái thuộc tính và bổ sung những môn mới mà ở đây chưa có, bổ sung từ cái danh sách cố định từ cái chương trình giáo dục phổ thông mới đưa vào đây. Chương trình lệnh này là rất là quan trọng, này rất hay, là giúp chúng ta là đỡ phải nhập bằng tay, đúng không ạ? Nhưng chúng ta đang đang từ cũ nhé, lớp 10 cũ là lớp phổ thông cũ là mình có môn tự chọn, thì chúng ta sẽ bấm vào đây thì phần mình sẽ tự động đưa vào ba môn là môn CD1, CD2 và CD3. Chúng ta chỉ phải dùng thôi, khỏi phải gõ lại là chữ CD1 chuyên đề 1, CD2 chuyên đề 2, mất thời gian. Thì đây là chữ cái nút rất quan trọng, như là nút chúng ta sẽ tự động cập nhật từ cái danh sách hiện thời cũ sang sách mới mà vẫn đúng thôi, vẫn đúng hoàn toàn, không sai gì cả. Chúng ta đã làm sẵn cái này rồi, chúng ta chỉ việc chọn. Tiếp theo nữa là một cái quan trọng là cái này nhá, quan trọng là cái số phòng học môn này. À, cái phần này rất nói rồi, cái phần này là phần quan trọng. Đây cái số này là cái số mà mặc định chúng tôi để là 150 là để thoải mái chúng ta dùng. Thế này là cái gì? Cái này chính là mô tả là cái số tiết là được phép mà xét thầy có biểu trong một thời điểm của thầy có biểu của thời gian trong trong ở trong tuần. Thì mô định là rất là thoải mái, chúng ta không phải lo gì cả, nhưng mà cái số này có thể chỉnh sửa lại rất quan trọng như sau. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ là môn tin học chẳng hạn, trường chúng ta chỉ có hai phòng tin thôi, có hai phòng tin được chưa, có hai phòng tin thôi, cho nên chúng ta nên sửa cái số phòng môn này thành số 2. Thành số 2 để như sau, thì tại một thời điểm ở trong nhà trường chỉ có maximum là hai lớp được học môn tin học thôi. Đấy. Thì lúc nào chúng ta cho phép học sinh có thể xuống phòng 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 máy học được. Chứ nếu chúng ta mà không 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 sửa lại cái thông số này thì có thể là mà tại một thời điểm có thể có ba lớp học tin,
thì làm sao ba lớp cùng cùng xuống phòng phòng tin được, nó sẽ một lớp nó sẽ va nhau ở trong phòng tin đấy. Cho nên là cái số này là quan trọng, cái số là số phòng học môn này là quan trọng. Được rồi, thì đó là cái đây là kế hoạch áp dụng cho trường thường phòng mới đây. Đến năm 2025 thì mới là xong, thì mới xong hoàn toàn, xong hoàn toàn mới phủ kín toàn bộ từ lớp 1 đến lớp 12 thì mới là xong. Được chưa? Bây giờ tôi nói là như vậy là khi áp dụng cho phần mềm của chúng tôi cho chương trình mới thì như sau này, với tiểu học thì không còn thay đổi. Với cấp 2 thì chú ý đến hai môn học xã hội và vận và lịch sử địa lý. Đây là hai môn tổ hợp gồm nhiều gồm các môn con. Thì nếu mà thưa được nói thêm thôi là nếu mà chúng ta có đủ giáo viên dạy chung thì thôi, còn nếu chưa đủ thì như vậy phải tách ra thành những cái môn con. Với cấp 3 là khó nhất. Cấp 3 là cần phân công môn học cho từng lớp một. Thì như sau, với lớp 11 đến 12 thì như cũ không thay đổi. Lớp 10 thì cần tạo ra, mỗi lớp cần tạo ra một tổ hợp môn riêng để gắn với từng lớp một. Chúng ta chú ý như vậy là mỗi một lớp cần một tổ hợp môn riêng. Như vậy lớp chúng ta chúng ta là có 10 lớp 10. Chúng ta sẽ phải tạo trước ra là 10 tổ hợp môn mà là khác nhau nhé. Mỗi tổ hợp môn như vậy là gồm có 4 môn lựa chọn cộng với 3 môn, 3 cụm chuyên đề. Chúng ta phải tạo trước. Mà cái tạo trước này không phải tạo trước một cách là tùy tiện, mà phải tạo trước theo yêu cầu của học sinh, theo nhu cầu của học sinh và cả theo nhu cầu của giáo viên nữa. Chứ không phải là áp đặt từ hiệu trưởng xuống. Nên cho tôi biết là hiện nay là các hiệu trưởng áp đặt hết. Hiệu trưởng là toàn quyền. Theo tôi cái đó cũng không hay lắm. Thật ra đúng hiệu trưởng có quyền thật, nhưng mà không, cái này là cái mà theo tôi rất là mới, rất là quan trọng. Nên vì mặt lý thuyết mà nói nhé, là học sinh được quyền lựa chọn môn của mình cơ mà chúng ta lại áp đặt từ trên xuống. Nhất là cái môn ví dụ là trường chúng ta là rất nhiều học sinh là thích học môn tin học, sau này em định hướng là học nghề tin học, mà nhà trường này loại môn tin học ra ngoài là sai. Đấy, lấy ví dụ như vậy thôi là sai. Và một ý nữa là gì, là cái chọn môn tổ hợp này nó chỉ mang tính tương đối thôi, vì các bạn biết rồi đấy, như vậy là môn lựa chọn này là mỗi một học sinh là phải chọn 4/9. Vậy từ đó suy ra về mặt là thống kê xác suất chung nhé, là mỗi giáo viên của môn lựa chọn này đều phải giảm số tiết của mình đi là 5/9 lần. Được chưa? Như vậy là về nôm na là mỗi giáo viên là phải giảm đi khoảng hơn 50%. Như vậy tất cả các giáo viên dạy môn lựa chọn này đều thiệt thòi. Thiệt thòi. Ngày xưa là dạy 10 lớp, bây giờ còn dạy có 4 lớp thôi. Thì nhưng đó là về lý thuyết. Thế thì cái người hiệu trưởng là rất là khó luôn, làm sao mà để cho các giáo viên nó đỡ bị thiệt thòi quá. Vì ông hiệu trưởng này ông thân mấy cái cô giáo dạy, thầy cô dạy vật lý, cho ra dạy vật lý có 10 lớp, 10 cả 10 lớp dạy cho phép nó dạy học vật lý, như vậy là rất thiệt thòi. Thì người giáo viên, cái hiệu trưởng là rất là khó, là vừa cân bằng cái nguyện vọng của học sinh lại vừa cân bằng nguyện vọng của giáo viên nữa. Nhưng mà đây là bài toán mà là vô cùng nan giải, và theo tôi là không có lời giải tối ưu, không có lời giải tối ưu. Cho nên là chỗ này là chỗ mà người hiệu trưởng là đóng vai trò rất rất là quan trọng nhé. Nhưng hôm nay thì, nhưng mà bắt buộc gì là mỗi một lớp học phải có một tổ hợp môn riêng. Đấy, theo tôi là bắt buộc phải có cái đó nhé. Đây là cái cách thực hiện riêng cho lớp 6 tôi bỏ qua, nhưng chúng ta sẽ không có giáo viên cấp 2. Nên tôi đang học sang cấp 3 nhé. Như vậy là các lớp khác nhau sẽ được phân bổ các môn học khác nhau. Phần mềm cho phép là phân công môn học theo từng lớp học. Dựa trên phân công này, người dùng sẽ nhập bảng công dạy cho các lớp 1. Các lớp 12 sẽ việc tạo phân công dạy như cũ, không thay đổi. Nhé. Không thay đổi. Riêng khối 10 là như sau. Thì chúng ta sẽ phải thiết lập các tổ hợp môn. Thông tin của mỗi tổ hợp môn sẽ gồm như sau, gồm có là mã tổ hợp môn, tên tổ hợp môn và danh sách các môn học lựa chọn 4/9 trong mỗi tổ hợp môn, và danh sách 3 cụm chuyên đề, 3 trong số 14 cụm chuyên đề. Đó, như vậy mỗi tổ hợp môn nó gồm có những thông tin đó nhé. Đây tôi gọi xong nhanh thôi. Đây là một cái tôi mở thử một cái file ra cho ta xem nhé. Thì đây là của một trường ở Hà Nội thôi, nhưng mà nó chưa có gì cả đây này. Chúng ta có lệnh là tổ hợp môn đây. Đây là lệnh là tạo ra, để tạo ra cái tổ hợp môn.
Lệnh số 2 ở đây là lệnh là thông tin tổ hợp môn. Đây là cái lệnh mà chúng ta sẽ phải nhập 4 mục cho mỗi tổ hợp môn, là nhập 4 môn lựa chọn và 3 cụm chuyên đề. Sau đó chúng ta có cái lệnh tiếp theo là lệnh là chọn lớp tổ hợp môn, là chúng ta gán từng tổ hợp môn cho từng lớp một. Chúng ta có 3 lệnh này nhé. Đây là 3 lệnh mới tinh của phần mềm liên quan tổ hợp môn. Sau đó chúng ta còn một lệnh nữa là lệnh là phân công môn lớp. Là chúng ta sẽ phân công dựa trên cái này thôi. Chúng ta có thể xem lại một lần nữa, chúng ta có thể phân công lại cái môn lớp, chúng ta có thể đè lên không dùng cái tổ hợp môn nữa, chúng ta có thể phân công riêng biệt nữa. Thậm chí lệnh này là lệnh chúng ta sẽ phân công chuyên đề nữa, chúng ta có thể một lần nữa chúng ta mở ra theo từng lớp một và chúng ta sẽ sửa từng chuyên đề một. Dựa theo tổ hợp môn thì lớp 10A là dạy 3 chuyên đề, là chuyên đề toán, văn, tin, tin tin ICT. Nhưng mà chúng ta có thể xông vào và sửa lớp 10A này không học toán nữa, chúng ta bỏ môn toán đi, chúng ta thay là chuyên đề lý chẳng hạn. Như vậy chúng ta luôn có cái phần mềm, luôn có chức năng chúng ta xông vào chúng ta sửa trực tiếp vào từng lớp một. Đấy. Thì đó là đây là một số các lệnh mới ở phần mềm nhé. Đó. Rồi. Thì bây giờ trước khi đi vào phần chi tiết hơn thì tôi nói một số cái chú ý quan trọng. Các tổ hợp môn ở đây phải hiểu là các tổ hợp môn hướng nghiệp chứ không phải là tổ hợp môn để ôn thi đại học. Cần khảo sát yêu cầu định hướng nghề nghiệp của học sinh trước khi thiết lập các tổ hợp môn. Sau khi khảo sát rồi thì mới thiết lập các tổ hợp môn theo yêu cầu của học sinh. Sau đó là xếp lớp. Mỗi lớp sẽ ứng với một tổ hợp môn tương ứng nhé. Các bạn để tôi một chút nhé. Alo. Ai đấy? Tôi nhầm vào bạn nhầm vào nhé. Thôi nhé. Đó là ý thứ hai nhé. Như vậy chúng ta cần vẫn cần khảo sát nhu cầu của học sinh. Không mà khảo sát tương đối thôi. Để biết được học sinh có thích cái nghề nào. Định hướng nghề. Chúng ta chú ý định hướng nghề nhé. Sau khi mà học sinh đã khảo sát rồi, chúng ta sẽ thiết lập các tổ hợp môn sao cho nó thỏa mãn yêu cầu của học sinh. Và khi thiết lập tổ hợp môn rồi thì chúng ta sẽ cho học sinh phân bổ học sinh theo lớp, xếp lớp, điểm mình xếp lớp. Thì chúng ta cho học sinh chọn trước hoặc chúng ta sẽ phân bổ. Như vậy là cái lớp 10 mới này sẽ là không phải là xếp lớp theo vùng miền, theo địa chỉ, theo hay là không phải xếp lớp theo học giỏi hay học kém. Mà là xếp lớp theo cái yêu cầu nghề nghiệp của học sinh. Đấy. Như vậy nó khác ngày xưa rất là nhiều nhé. Cái này là chúng ta chú ý nhé. Đấy. Cho nên là về lý thuyết thì cái lớp 10 mới này nó không có cái điểm là sẽ không có cái điểm là lớp chuyên và lớp chuyên lớp chọn, không có chuyện đó đâu. Không có chuyện là trong trường chúng ta chia lớp mà lớp chuyên lớp chọn. Lớp khá, lớp kém không có, mà chúng ta phân chia lớp theo định hướng nghề nghiệp mà học sinh muốn học. Rồi, sau khi đã có lớp và danh sách tổ hợp môn rồi, thì tiến hành lệnh là chọn lớp tổ hợp môn. Hay chúng ta là gán lớp, gán mỗi tổ hợp môn cho một lớp. Đó, chuyện đó là chúng ta phải làm. Sau đó chúng ta sẽ, về hôm nay chúng ta sẽ in ra cái danh sách đó để chúng ta phân công giảng dạy chính xác. Mỗi tổ hợp môn sẽ gồm có là 4 môn lựa chọn cộng 3 cụm chuyên đề. Để chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý là phân biệt cái 3 cụm chuyên đề này có tên đàng hoàng. Phân biệt với cái 3 cái môn CD1, CD2, CD3 ở trong sách môn. Trong sách môn chỉ ghi là CD1, CD2, CD3 không ghi rõ chuyên đề. Không rõ là chuyên đề nào. Thì chúng ta có cái lệnh là có cái tổ hợp môn. Trong tổ hợp môn là ghi rõ là chuyên đề nào. Chúng ta chú ý hai cái đó. Và chúng ta chỉ nối lại với nhau thôi nhé. Các cụm chuyên đề được chọn theo tiêu chí định hướng nghề nghiệp của học sinh chứ không phải là dùng để thi đại học. Đây là một vài cái ý nha. Rồi, trong phần mềm còn có thêm hai lệnh quan trọng nữa cho việc phân bổ môn học cụm chuyên đề theo lớp. Đó là lệnh một là lệnh phân công môn lớp. Đây là lệnh sẽ chúng ta được vào và chỉnh sửa lại một lần nữa là cái môn nào học học mà sẽ học cái lớp nào học cùng học môn nào và cho từng lớp một sáng và chiều độc lập. Sửa một lần nữa. Và một lệnh nữa là lệnh là phân công chuyên đề. Lệnh này sẽ vào từng lớp một và chúng ta có thể chỉnh sửa lại từng chuyên đề một nữa. Cho thật yên tâm.
chúng ta có thể như vậy, có thể sửa cái phân công môn lớp, phân công tổ hợp môn và chuyên đề rất là sâu, rất là cụ thể, can thiệp vào rất cụ thể. Khi mà xong hết rồi thì chúng ta sẽ vào cái lệnh là nhập phương giảng dạy, chúng ta sẽ nhập phương giảng dạy, thì lúc đó bây giờ sẽ sau sẽ xếp vị trí sách như bình thường nhé. Đó. Tổ hợp lại là như sau nhé. Tổ hợp lại là việc thiết lập các tổ hợp môn và cụm chuyên đề là định hướng nghề nghiệp chứ không phải là phân ban như và thi đại học. Cần thiết lập các tổ hợp môn dựa trên nguyện vọng của học sinh và khả năng của giáo viên, không áp đặt. Thứ ba là phân chia lớp dựa trên yêu cầu của học sinh, có thể cho học sinh lựa chọn tổ hợp môn nếu cần. Mỗi lớp sẽ được gắn với một tổ hợp môn riêng biệt và cụm chuyên đề là riêng biệt. Cần rất chú ý đến cẩn thận khi nhập phương giảng dạy, vì nó không như ngày xưa. Ngày xưa là toàn bộ lớp 10, toàn bộ các lớp là học các môn như nhau, cho nên chúng ta rất là dễ nhập. Cái bảng phương giảng dạy là nhập rất là dễ nhập. Còn bây giờ chúng ta sẽ phải nhập riêng như từng lớp một, thì mỗi lớp là một cái môn riêng. 6 cái môn chung thì chúng ta nhập rất là dễ, nhưng cái môn riêng một lớp lại mỗi môn một lớp lại khác nhau. Nó là chỉ có 4 môn riêng thôi, 4 môn riêng và 3 môn chuyên đề là khác, là chúng ta phải chú ý nhé. Đây là trong phần mềm nó có một cái chức năng cho phép chúng ta là quan sát, thậm chí là thay đổi, chỉnh sửa các cái môn chuyên đề, các cụm chuyên đề. Thì cái cụm chuyên đề này là được phép là bổ sung nhé. Sang năm mà bộ mà đưa thêm môn chuyên đề, chúng ta có thể bổ sung vào đây. Trước mắt là phần mềm có 14 cái môn chuyên đề. Vì sao lại 14? Bởi vì là riêng môn công nghệ là có 2 môn chuyên đề và môn kinh có 2 môn chuyên đề. Như vậy là tổng ở trong chương trình để là 12 môn thôi, nhưng mà thực tế chúng ta đang có là 14 môn chuyên đề, ứng là 14 cuốn sách chuyên đề nhé. Thì lớp nào mà học chuyên đề nào thì sẽ được mua cuốn sách chuyên đề đó. Riêng môn kinh là hai chuyên đề tin học ứng dụng ICT và chuyên đề tin học CS, ứng dụng học máy tính. Môn công nghệ thì công nghệ liên quan công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp. Nhưng mà riêng môn hai cái môn này là có, vì hai môn này là hai môn rộng và ứng dụng rất là nhiều trên thực tế, cho nên là người ta chia nhỏ ra thành hai cái hướng con như vậy. Và một chú ý nữa là phân biệt cái môn CD1, CD2, CD3 ở trong danh sách trong các môn học chính và các cái môn chuyên đề. Và 14 và 14 môn chuyên đề nhé. Chính sách môn học chính của thầy cô biểu sẽ luôn có 3 môn học với mã môn là CD1, CD2, CD3 ứng với là 3 môn chuyên đề đã được phân công cho từng lớp một. Theo chương trình chính thì mỗi môn CD1, CD2, CD3 sẽ gồm có 35 tiết học, một tuần một tiết nhé. Và mỗi lớp như vậy thì mỗi một CD1, CD2, CD3 sẽ ứng với một môn chuyên đề ở trong danh sách các môn chuyên đề. Thì cái tương ứng này sẽ nằm ở trong cái tổ hợp môn nhé. Đấy, thì đó là như vậy, là tôi vừa mới trình bày từ nãy giờ mất rất nhiều thời gian do chuyện đó. Bây giờ tôi nói xanh sang cái nó nhanh sang cái gọi là quy trình 7 bước thì thầy có hiểu, thì nó vẫn giống quy trình này nó giống như là phần chúng ta đã biết từ xưa nay, không thay đổi, vẫn bản chất nó vẫn là thế mà. Thì gồm như sau nhé. Bước một là khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thầy có biểu nhé. Bước 2 là nhập thuộc tính môn học và ràng buộc của giáo viên. Bước 3 là nhập bảng phân công chuyên môn của thầy có biểu. Bước 4 là các bước chuẩn bị sách thầy có biểu. Bước 5 là xếp 100% thầy có biểu. Bước 6 là quan sát và tiêu chỉnh dữ liệu thầy có biểu trên màn hình ngay. Và bước 7 in ấn báo cáo xuất bản dữ liệu thầy có biểu ra máy in hoặc là ra file Excel nhé. Thì cái bước mà khởi tạo và nhập dữ liệu thầy có biểu tôi nói cho ngay bây giờ. Bước thứ hai là nhập thuộc tính môn học. Bước một này chú ý cái lệnh là nhập môn học. Đấy, ta chú ý. Ở cái bước số 3 này là bước khó nhất. Cái bước số 3 này là nhập bảng phương giảng dạy. Nó chính là cái bước chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải là nhập tổ hợp môn. Nhập tổ hợp môn. Nhập chi tiết tổ hợp môn và gán cái tổ môn này cho từng lớp một. Thì cái bước 3 này là bước quan trọng nhất. Khi chúng ta đã gán tổ môn xong rồi, cho từng lớp một thì chúng ta nên in ra, hoặc chúng ta có thể là in bên ngoài trước cũng được, chúng ta làm tay cũng được, không sao, làm tay được, chúng ta in ra và biết rõ như vậy là từng lớp 11, từng lớp 10 như vậy là học những môn gì, sau đó chúng ta nhập phương công giảng dạy. Vì nhập phương công giảng dạy này là nó khác với ngày xưa là như nhau cả, cho nên là nó rất dễ. Bây giờ chúng ta nó phải nó phức tạp vì mỗi lớp là một cái môn khác nhau, chúng ta phải chú ý.
Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm luôn nhé, bây giờ tôi sẽ demo luôn trên máy tính để chúng ta có hình dung nhé. Đây thì đây là cái em là bây giờ tôi sẽ làm từ đầu chúng ta xem nhé. Bây giờ tôi đóng lại cái này, tôi sẽ mở sao cho các bạn. Thì phần mềm của chúng ta sẽ gồm có như sau này, tôi đóng lại này, phần mềm của chúng ta sẽ gồm có là đây là cái hệ thống thực đơn nhé, thực đơn hệ thống này là thực đơn gồm có các lệnh như là mở tệp, rồi là tạo tệp mới, rồi đóng tệp nhé. Đấy. Rồi những cái lệnh như là lệnh ghi dữ liệu, lệnh đẩy ra Excel, đẩy ra HTML, rồi những cái lệnh như là lệnh in thì có biểu lớp, vân vân, có một vài cái lệnh chính trong hệ thống, trong thực đơn hệ thống nhé. Thực đơn dữ liệu là thực đơn rất quan trọng, thực đơn dữ liệu là chính là thực đơn chúng ta nhập dữ liệu gốc. Bắt đầu là nhập gì? Chúng ta nhập danh sách nhà lớp, nhập danh sách giáo viên, nhập danh sách môn học, thành môn học này. Đấy. Rồi nhập nhóm giáo viên, rồi nhập yêu cầu giáo viên, nhập nhập tính chất môn học. Đấy. Rồi sau đó là nhập gì? Chúng ta nhập cái môn chuyên đề. 12 14 môn chuyên đề đã nhập tổ hợp môn nhé. Rồi là nhập thông tin tổ hợp môn. Nhập mà rồi nhập cái phân công tổ hợp môn cho từng lớp. Đấy. Chúng ta có thể nhập, sau đó chúng ta nhập gì? Chúng ta nhập phân công môn lớp. Chúng ta nhập phân công chuyên đề. Đó. Và sau cùng là nhập phân công giảng dạy. Vậy đây là cái chỗ mà phải nhập rất nhiều thứ. Ngoài ra chúng ta có thể quan sát và nhập thêm là nhập số tiết chuẩn nữa nếu cần thiết. Đấy, vì số tiết chuẩn là nhiều, vì nhiều nhiều nơi là các bạn làm sai số tiết chuẩn này. Cho nên là nó không cũng không sao cả. Nhưng mà nếu chúng ta nhập số tiêu chuẩn bằng 0 ấy, thì khi chúng ta vào cái lệnh chờ phân công dạy này nó không hiện lên, không hiện lên. Chúng ta phải làm lại một chút nhé. Thì đây là cái nhóm lệnh thứ hai. Lệnh thứ ba là lệnh chính, là gồm có những lệnh quan trọng. Ví dụ như là lệnh là xếp tự động 100%. Lệnh xếp trước môn học rất quan trọng. Rồi là các cái lệnh như là lệnh kiểm tra lỗi logic dữ liệu. Ở trong này cũng có một lệnh là xem cái bảng chuyên đề, rồi xem tiết chuẩn của các cấp tiểu học, cho cơ sở và trung học phổ thông. Đây là các lệnh là xem tiết chuẩn cứng ở trong chương trình nhé. Ở cái nhóm không nhìn là những cái lệnh dùng để tinh chỉnh dữ liệu cho các biểu. Đây là nhóm lệnh quan trọng nhất từ xưa đến nay. Thì chúng ta có hiện nay chúng ta có bốn cái màn hình để chúng ta cho phép được tinh chỉnh dữ liệu. Và đây là công cụ là những lệnh là những nhóm lệnh khác thêm đang nữa, nó cũng khá quan trọng. Được rồi, bây giờ làm thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm bây giờ chúng ta sẽ tạo mới này, chúng ta bấm nút tạo mới. Thì đây là cái tạo mới là gì, là dành cho những trường nào mà năm nay là mua lần đầu tiên. Còn trường nào mà đã có rồi, đã có file từ cái biểu cũ, chúng ta chỉ việc mở ra và tự động phần mềm sẽ nâng cấp lên mới. Cái phần mềm sẽ cho phép nâng cấp suốt tất cả các file từ cái biểu cũ từ xưa này, cả phần mềm từ biểu cũ TKB cũ lẫn phần mềm STKB mới đều được nâng cấp hết lên trên cái bản mới nhất nhé. Đó. Rồi, thì đây là cái lệnh là tạo mới một tập dữ liệu theo biểu. Lệnh này là lệnh như sau, lệnh là lệnh dành cho cái trường nào mà năm nay là mua lần đầu tiên và chúng ta là cái người mà lần đầu tiên mà tạo ra file 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 dữ liệu theo biểu. Cái file này khi tạo ra thì sẽ dùng mãi mãi, không bao giờ kết thúc, không bao giờ xóa đi cả. Chúng ta cứ dùng dùng nó dùng cho năm nay, sẽ dùng cho năm sau và dùng cho tất cả các bộ năm. Được rồi, thì lệnh là như sau nhé. Chúng ta sẽ tạo ra là mã trường, ví dụ như ta bên là trường Chu Văn An, và tên trường chúng ta ghi rõ tên trường của chúng ta ghi trên tên trường là Trung học phổ thông Chu Văn An. Cái mã trường đó chính là cái tên file đấy, là cái tên file chúng ta tạo ra, mà file của chúng ta sẽ là CVA như là đuôi là STKB. Chúng ta chọn cái ví dụ chọn Hà Nội chẳng hạn, liên khóa đây, phim tự chọn, chúng ta có thể chọn tùy ý nhé, học kỳ đây thoải mái nhé. Sang cái bước số 2. Bước số 2 là chúng ta chọn cái thư mục mà để lưu cái điểm này, chúng ta chú ý nhé, và chọn đúng nhé. Bây giờ tôi sẽ chọn đúng cái thư mục của tôi hay dùng, nghĩa là thư mục này này mà tôi mà chúng ta làm hội thảo, chúng ta sẽ dùng thư mục này. Tôi sẽ lưu vào đây, tôi sẽ lưu cái chỗ là hôm nay chúng ta sẽ tập huấn STKB đây, chúng ta vào thùng data này. Rồi sẽ tạo một cái file là có tên là journal.stkb. Chúng ta bấm tiếp tục. Sau bên này chúng ta chọn cái môn môn học đây, chọn cái cấp cho phổ thông nhé. Rồi tiếp tục, xong chúng ta bấm chọn môn học chính là phụ đây, không quan trọng. Thì đây là cái kiểu mô hình cũ thôi, chúng ta bấm kết thúc. Rồi
thì máy sẽ nếu mà chúng ta tạo mới thì máy sẽ tạo ra các môn học là đúng theo trình mới luôn. Giờ chúng ta vừa rồi chúng ta đã vừa mới tạo xong một cái tệp và phần mềm mở luôn ra đây, cái file nó hiện ra ở đây nhé, là file chuyên.stkb, và chúng ta sẽ làm việc trên file này suốt từ giờ đến kết thúc, không bao giờ chúng ta xóa được cả. Chúng ta dùng file này cho năm nay, sang năm và năm nữa. Chúng ta sẽ dùng lệnh là mở tệp, đóng tệp, cứ dùng lệnh cho đóng lại nhé, dùng lệnh mở tệp, lệnh ghi tệp đây. Chúng ta giống như cái file Word, chúng ta có thể mở file Word ra, mở file Word rồi đóng file Word rồi ghi file Word giống như là file Word thôi, giống như vậy nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là các lệnh nhập dữ liệu gốc gồm có này, chúng ta sẽ nhập lớp này. Đấy, nhập lớp thế này là chống kinh nhá, chống thì các lớp học của trong phần mềm của chúng tôi thì nó có bao loại lớp, là lớp học chỉ học sáng, lớp học chỉ chiều và lớp học cả ngày. Lớp cả ngày hiểu là học cả sáng cả chiều. Thì phần mềm sẽ có hai danh sách lớp, lớp sáng và lớp chiều riêng biệt nhé. Lớp nào mà học cả hai buổi sẽ hiện ra ở cả hai nơi. Thông thường cấp 3 chỉ học một buổi thôi. Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta sẽ học như sau này. Ví dụ như là cấp 1 là học buổi sáng là học khối 10. Ví dụ đấy nhé. Còn buổi chiều là khối 11 và lớp khối 12. Tôi chọn sáng nhé. Tôi bấm vào đây này, tôi bấm nút thêm này. À không, tôi bấm vào đây nhé. Tôi gọi là 10A này, 10B này và 10C là make mô tả. Chúng ta có thể bấm nhiều lớp cùng một lúc cho nó ngắn. Gọi lớp nhé, mà chọn đây là buổi sáng nhé, ca học thì vị trí lớp nhé. Vị trí lớp vì nếu mà trường chúng ta ở vùng sâu vùng xa thì phần mềm cho phép chúng ta là lựa chọn là một trong 10 vị trí lớp. Là một trong 10 vị trí lớp. Mặc định là chúng ta chọn vị trí lớp là 1. Nếu trường chúng ta mà có hai địa chỉ thì chúng ta sao cho sửa sao được. Nếu lớp 11, 12, 10A, 10C là địa điểm A, còn 10D, 10E, 10D, 10E thì học ở địa điểm 2 chẳng hạn. Thì nếu mà một lớp mà hai lớp học hai điểm khác nhau thì phần mềm như sau, phần mềm không cho phép là một giáo viên trong cùng một buổi dạy ở hai địa điểm khác nhau. Một buổi chỉ dạy ở một địa điểm thôi, đó là mặc định nhé. Rồi chúng ta bấm nút thêm. Đấy, chúng ta vào đây này. Bây giờ tôi sẽ nhập một cái lớp 11A, 11B, 11C. Cho nó là học buổi chiều. Tôi bấm vào đây là chọn buổi chiều nhé. Buổi chiều. Bấm nút thêm. Nó sẽ đưa vào là buổi chiều đây nhé. Đó, các bạn chú ý nhé. Alo. Các bạn nhầm một số nhỉ. Được chưa? Đây là buổi chiều nhé. Bây giờ tôi chọn là 12 nhé. Giả sử 12 là cái lớp học cả, cả ngày. Buổi sáng là học chính. Buổi chiều là các em là học để luyện đi học sinh giỏi, luyện thêm nhé. Thì tôi làm như sau. Tôi biết là việc tôi chọn là 10 là 12A này, 12B này, ví dụ như 12C. Tôi chọn lớp 12 này là chọn bấm nút là chọn là học cả ngày. Đó. Thì khi đó thì chúng ta bấm nút thêm, nó sẽ đưa vào và cả hai lớp đều hiện ra cả bên 12 hiện ra cả hai bên. Thì lớp nào mà hiện cả hai bên nó sẽ có màu đổi đi một chút nhé, màu xanh xanh đấy. Đấy, như vậy đây tôi làm ví dụ một cái lớp học chúng ta gồm có 3 lớp 10, 3 1 và 3 lớp 12, riêng 12 là học cả hai buổi nhé. Nhưng máy vẫn phân biệt là lớp sáng lớp chiều riêng nhé, chúng ta chú ý nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng lại và sang tiếp theo là chúng ta sẽ nhập môn học. Chúng ta vào môn học đây. Thì vì đây là mới tinh cho nên là phần mềm sẽ mặc định là chọn môn học đúng theo từ cái danh sách gốc, từ danh sách mà phần mềm cố định cho nó, do đó phần mềm đã chọn đúng theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đấy. Thì nếu chúng ta mà thấy cần thêm cho lớp 1, 12 chúng ta cho sẽ bổ sung thêm môn học. Thì tùy ý các bạn nhé. Đây. Thì theo chương trình mới hiện nay thì hiện nay chúng tôi chưa sửa được. Vì chúng tôi cũng không muốn sửa đâu, vì chúng tôi vẫn đề phòng là sau này bộ lại thay đổi lại. Cho nên hiện nay cái phần mặc định này chúng tôi sẽ cho môn lịch sử là môn thuộc cái nhóm khoa học xã hội. Như vậy trong cái môn học hiện nay đang có trên phần mềm thì môn lịch sử sẽ là môn lựa chọn. Thì việc các bạn sửa như sau, các bạn bấm vào nút vào cái môn lịch sử, môn sử nhé. Sau đó các bạn ở bên này các bạn bấm vào nhóm môn, các bạn bấm vào đây các bạn đổi sang môn bắt buộc. Đó. Các bạn chú ý nhé. Như vậy lịch sử ở đây sửa là môn là khoa học xã hội, là cái nhóm môn khoa học xã hội, là cái nhóm môn là lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta
chuyển cái nhóm môn lịch sử này sang cái nhóm môn là nhóm bắt buộc nhé, bấm nút cập nhật thì nó sẽ chuyển sang bắt buộc, và khi bắt buộc này rồi thì nó sẽ không bao giờ nằm trong cái tổ hợp môn nữa. Trong tổ hợp môn đó, trong tổ hợp môn chỉ chúng ta chỉ được phép chọn cái môn là môn không bắt buộc thôi, gọi là môn lựa chọn, là cái môn nằm trong cái nhóm là học tự nhiên, khoa học xã hội và công nghệ thôi. Đấy, chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý. Thì nhóm môn này khi mà tạo ra một gốc này, phần mềm đã tạo sẵn ra ba cái môn cho chú ý, ba môn là CD1, CD2, CD3, nhìn thấy rõ không nào? Ba môn này có tên là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3. Ba môn này thuộc cái nhóm môn là nhóm môn chuyên đề. Đó, môn chuyên đề. Thì nhóm môn chuyên đề này cũng không nằm trong nhóm môn lựa chọn, mà nằm trong nhóm môn chuyên đề cơ, lại khác. Như vậy khi chúng ta chọn 4 môn trong 9 môn thì không có cái môn chuyên đề này, nên chúng ta chú ý nhé. Rồi, thế bây giờ tôi giả sử nhé, bây giờ tôi tìm cái môn tin nhé, tôi giả sử đây, tôi tìm cái môn tin học đây, đây môn tin là môn nào, đây môn tin đây nhé, giả sử chúng ta môn trường chúng ta chỉ có 2 phòng tin thôi, thì các bạn sửa như sau, các bạn sẽ bấm vào đây và các bạn sửa chỗ này thành số 2, như vậy là cái môn tin học, cái số phòng học môn này là tham số rất quan trọng, là một tham số cứng phần mềm. Và nó khi chúng ta chọn là số học môn là 2 thì phần mềm sẽ tự động xếp là tại một thời điểm chỉ có 2 tiết, cùng lắm là 2 tiết tin trong nhà trường thôi, thì khi đó chúng ta sẽ cho phép là cả 2 môn tin này là số phòng tin thoải mái, không lo là bị tranh giành nhau. Nếu chúng ta mà không để số 2 này mà mặc định là 150 thì có thể vì phần mềm nó xếp tự do mà nó rất tự nhiên mà ngẫu nhiên, mà có thể nó xếp là cùng một lúc có thể là bốn lớp tin hay là ba lớp tin, thì như vậy nó sẽ ba lớp tin đó mà các thầy cô mà cùng muốn xuống phòng tin cả thì không thể sẽ không lúc nào thì sẽ bị va vào nhau và không xếp được. Rất quan trọng chúng ta bấm nút cập nhật nhé. Đấy. Và cái hệ số này chỉ là cái tham số bổ sung thêm nữa để chúng ta có một cái lệnh là tính cái giải dạy đó. Thì đây là cái lệnh này chúng ta cho phép là xóa này, cho phép là bổ sung thêm này, cho phép là sửa này, thoải mái nhé. Như vậy đây chính là sách kê môn học chính ở trong trường chúng ta, mà khi mà phân công giảng dạy, chúng ta sẽ dùng cái sách này để chúng ta phân công cho từng lớp một, và với môn lớp học này, với lớp mỗi môn lớp và mỗi môn học này sẽ phân công là ai dạy và dạy một tuần bao nhiêu tiết. Cái này là quan trọng, được chưa? Tiếp theo tôi mô tả lệnh tiếp theo là cái lệnh là nhập cái tính chất môn. Cái này là cái rất quan trọng. Cái này là cái mà chúng ta nên nhập một lần thôi, nhập một lần sau này chúng ta sẽ không dùng lại nữa. Đây là cái lệnh mà chúng ta sẽ nhập cái ràng buộc sư phạm môn học, mà nó rất quan trọng, thường là nó rất quan trọng. Thì ở trong nó có nhưng thực tế cho đây này, tôi tính là có một cặp tiết xếp liền này trong tuần này. À, có 2 cặp tiết xếp liền này, chỉ học một tiết một ngày này, chỉ học tiết 5, chỉ học tiết 4 năm, chỉ học tiết 1, không học tiết 1 2. Học cách ngành vân, nó có tất cả là có 17 cái thuộc tính. Chúng ta sẽ chọn từng thuộc tính và gán cho từng nhóm môn học, à, từng nhóm lớp nhé. Thì thông thường thực tế mà tôi thấy thì chúng ta hầu hết chúng ta chỉ dùng có trong này chúng ta chỉ dùng có hai cái thuộc tính hay dùng nhất là thuộc tính là 1 và thuộc tính 3. Thuộc tính 3 là thuộc tính dành cho tất cả các môn học trừ môn văn và toán. Học một tiết một ngày thôi, một ngày chỉ học một buổi học, chỉ học một môn thôi, một lần thôi. Chứ khi mà đại học là hai môn lý, là hai môn hóa. Mà tất nhiên cho phép là học hai tiết lý, hai tiết hóa thì là tùy các bạn nhé. Nhưng mà về nói chung mà nói thì là thường học một tiết là hợp lý. Vì tôi là thử như tôi xếp cho nhỉ, tôi sẽ nhập cái ràng buộc là có một cặp tiết xếp liền dành cho môn toán và môn văn trong nhà trường nhé. Tôi chọn môn toán. Đấy, chọn môn toán, bấm nút bổ sung. Và tôi chọn là toàn trường. Thì đây là cái lệnh là gán cái thuộc tính là có một cặp tiết xếp liền trong môn toán. Thông thường các nhà trường chúng ta đều xếp là môn toán là có một cặp tiết xếp liền trong một tuần lễ và lúc kết thúc. Đó, như vậy là môn toán đã được là xếp cho toàn trường là có một cặp tiết xếp liền. Việc tôi đã chọn tiếp môn thứ hai là môn ngữ văn. Đây, môn ngữ văn là môn này nhé. Chọn ngữ văn và chọn bổ sung và chọn là toàn trường. Đấy, kết thúc. Cái việc mà sắp xếp môn này có thể là cho từng từng lớp một nhé. Tôi lấy ví dụ thôi,
Ví dụ trường chúng ta là trường tôi thích làm trường chúng ta là riêng, tôi thấy ví dụ như là lớp 10A là lớp mà chuyên lý, thì riêng lớp 10A là buổi sáng là học hai tiết, có cái sự kiện là môn lý. Tôi chọn môn lý vào lớp bổ sung, và tôi chọn là đây là tôi chọn là lớp 10A. Thế vậy là chỉ riêng lớp 10A là có cái thuộc tính là môn vật lý là học xếp hai tiết liền, không có tới xếp liền, máy tự động xếp mới kết thúc. Như vậy là cái vật lý này chỉ riêng lớp 10A thôi, không phải toàn trường. Còn cái ngữ văn và toán là toàn trường, được chưa? Đó. Sau đó kết thúc là để kết thúc lần này. Bây giờ tôi sẽ nhập cái ràng buộc môn học của cái thuộc tính là gì, là chỉ học một tiết một ngày, là một buổi, tất cả là một buổi đấy, đúng vào đây nhé. Đó, và ở chỗ này tôi muốn là bán cho tất cả các môn học, ví dụ như là môn môn ngoại ngữ, bấm vào đây và chọn bổ sung, chọn là toàn trường ngoại ngữ này, môn giáo dục thể chất này, bấm nút là bổ sung và chọn toàn trường rất nhanh, ta làm lúc là xong xong toàn trường ngay. Môn công nghệ chọn là bổ sung toàn trường, môn tin học bổ sung toàn trường, chúng ta làm lúc đó là xong toàn bộ tất cả các cái em các cái bổ sung cho toàn trường. Nhưng môn mà nó có một tiết thôi thì chẳng cần, môn nào có hai tiết thì không cần, thì một tiết thì không cần, tự động nó là có một tiết thôi nhé. Được rồi, ta lấy ví dụ như vậy thôi nhé. Khi chúng ta mà nhập xong, chúng ta bấm nút kết thúc, và để bấm nút kết thúc nữa là xong. Đó, như vậy là tôi vừa mô tả là chúng ta vừa mới xếp nhập xong cái lệnh là nhập cái ràng buộc môn học hay là các tính chất sư phạm của môn học. Cái này phải làm trước. Cái này mà chúng ta không làm thì máy tính xếp sẽ lung tung, xếp sẽ văn toán, xếp sẽ làm ví dụ xếp là lý hóa nữa, lấy ví dụ như vậy sẽ rất rất xấu. Chúng ta phải làm như vậy. Rồi bước tiếp theo là chúng ta nhập giáo viên đấy, chúng ta phải nhập một lần toàn bộ giáo viên trong nhà trường, chúng ta nhập một lần nhé. Cái này là chịu khó nhập như vậy, thì mỗi giáo viên chúng ta nhập hai tham số là tên và mã, tên và mã. Vì tôi viết tên ta nhập đầy đủ, ví dụ như tên tôi là Bùi nhé, Việt nhé. Khi nhập tên thì phần mềm tự động đặt mã giáo viên là tên tên của người đó. Cái mã giáo viên là cái tên giáo viên có thể trùng nhau, chúng ta có trong lớp chúng ta có hai giáo viên trùng tên, trùng cả họ cả đệm tên, nhưng mã thì cũng phải khác nhau. Ví dụ chúng ta có hai giáo viên tên là Hà, thì chúng ta sẽ đặt là cái ông Bùi Việt Hà này là nôm na chúng ta đặt là Hà Toán chẳng hạn, đây là tên là Hà T. Còn một viên ông khác, một cô khác tên là cô Hà, đặt tên là cô Hà Văn chẳng hạn, cô là Hà V chẳng hạn. Vậy là xong một người, người ta bấm nút là thêm thì sẽ là như vậy, là tạo xong một người tên là Hà T rồi. Thì tôi lại nhập thêm người nữa nhé, ví dụ như là Hà và Hà này là Hà V, nhanh là sửa đây là Hà V luôn nhé. Như vậy đây là Hà V này, đây là Hà V luôn, hai Hà nhé, Hà V thêm. Cứ như vậy chúng ta sẽ nhập tên giáo viên, có thể là ta viết đầy đủ hoặc viết ngắn cũng được, tùy cái gì các bạn. Dạ, chúng ta nhập, chúng ta nhập nhanh này, nhanh nhé, chúng ta nhập là Minh này, chúng ta nhập nhanh này. Minh bấm enter nó vào ngay này, nhập cái Bình này là Bình một, Bình hai, nhờ hai chúng ta có hai câu kết này, giờ một là xỉ là sửa này, thứ hai là tiết ví dụ tiết thứ hai là tiết V là tiết văn, ta nhập loạt, chúng ta nhập thoải mái, tùy ý nhé. Cái mã là phải khác biệt nhau, không ai giống nhau, còn tên tha hồ trùng nhau. Đây. Thì là cái mã cái tên này chỉ là cách viết thôi mà nhé. Ta nhập trùng nhau cho toàn trường. Nhập xong rồi chúng ta bấm nút là đóng lại là kết thúc nhé. Ta chỉ có nhập đi nhập toàn trường này. Thì chúng ta khoảng là 100 giáo viên nhập chỉ lúc là xong thôi mà, chỉ 15 phút là xong toàn trường, chỉ khó nhập nhé. Xong rồi sau khi nhập giáo viên rồi thì chúng ta sẽ nhập sang tiếp theo, là rất quan trọng là nhập nhóm giáo viên. Chúng ta nhập nhóm giáo viên, cái phần này là chính là cái nhóm chuyên môn đây, cái phần này là phần rất quan trọng, được chưa? Thì cái giáo viên để làm gì? Cái giáo viên nó chỉ lợi khi mà nó có hai cái lợi của nhóm giáo viên. Thứ nhất là thông thường chúng ta sẽ nhập chuyên môn ấy, nhập chuyên môn ấy, nhập phân công giảng dạy, nhập theo từng nhóm giáo viên.
Tôi nhập nhóm giáo viên nhập cái chuyên môn cho nhóm văn trước này, sau nhóm sử này, sau nhóm toán, nhóm lý, nhập toàn trường nó một cái bảng rất lớn, nhìn mà rất là khó nhìn. Cho nên là nên nhập theo từng nhóm giáo viên, từng tổ chuyên môn giáo viên là hợp lý nhất. Nó là gần nhau và chúng ta quan sát được khi mà chúng ta khi các thầy hiệu trưởng mà phân công chuyên môn ấy, thông thường là phân công cho từng tổ chuyên môn. Chứ không khi mà ít khi phân công trên 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 toàn trường lắm. Thầy sẽ cho các em, thầy hiệu trưởng sẽ phân công chuyên môn là cho các em, cho các bạn là mỗi một tổ như vậy là một cái tờ giấy. Tổ văn thì cô Hà dạy lớp 10A 10B 10C, cô Bình dạy lớp 11A 11B 11C như vậy. Chúng ta nhìn vào đó chúng ta sẽ phân công. Được rồi. Thì bây giờ chúng ta tạo nhanh làm sao này, chúng ta sẽ tạo nhanh. Đầu tiên ta cho tạo tên nhóm trước, ví dụ tôi tạo nhóm là nhóm văn. Enter, nhóm toán, nhóm lý, enter, nhóm hóa, gọi nó nhanh cho thuận tiện, nhóm hóa, enter, nhóm sử, sử, enter, nhóm tin, enter. Đó, chúng ta chú ý nha. Chúng ta chú ý nha. Đấy. Khi nhập xong rồi, thì bước thứ hai quan trọng hơn là chúng ta sẽ phải gán là cái nhóm nào cùng những giáo viên nào. Đấy, bước này cũng quan trọng. Thì khi chúng ta nhập chuyên môn ấy, nhập phân công giảng dạy, tôi nhập chuyên môn văn thì trên màn hình chỉ hiện giáo viên văn thôi, thì rất là dễ nhập, nó ngắn mà. Chứ nhìn tôi nhìn vào cái bảng toàn trường là trong giáo viên nhập rất là khó. Tôi nhập riêng chuyên môn văn thôi có 3 giáo viên văn, nhập riêng chuyên môn tin thôi có 3 giáo viên tin, nhập rất là dễ, nhìn vào rất là dễ quan sát và không bị nhầm lẫn. Rồi như sau nhé, tôi làm sau này, bây giờ tôi sẽ bấm chọn ở bên trái, chọn môn văn đó, chọn cái nhóm giáo viên văn. Được rồi, sau đó ở giữa đây các bạn sẽ chuyển giáo viên văn từ bên trái sang bên phải, như là giáo viên là Hà V đây, tôi bấm nút Hà V và bấm nút này này, nó sẽ chuyển sang đấy, cũng như là Bình 2 chọn vào đây nó chuyển sang, chọn là Tuyết V chuyển sang. Như vậy là nhóm văn gồm có 3 giáo viên là Hà V, Bình 2 và Tuyết Văn nha. Bạn đã dùng chút điện thoại bị ấy quá, điện thoại bị rồi nhé. Như vậy là môn văn là có 3 người là Hà V, Bình 2 và Tuyết V. Khi nhập xong rồi, bạn chú ý thêm nhé, chúng ta sẽ phải chọn ở bên này chúng ta chọn những cái môn mà tổ môn văn là sẽ dạy. Thì khi mà chúng ta nhập chuyên môn cho từng từng nhóm ấy thì chỉ như môn này nó hiện ra thôi, môn khác nó không hiện ra. Nhưng mà nhìn vào nó rất là gọn, rất là dễ. Tôi chọn là chọn môn sinh hoạt. Môn sinh hoạt thường là cái môn mà tất cả giáo viên đều làm chủ nhiệm, chọn hết. Sau đó chọn môn là ngữ văn. Chọn thế này nhé, thì khi mà tôi nhập chuyên môn cho nhập giáo phân công giảng dạy cho môn tổ văn thì chỉ hiện giáo viên là Hà V, Bình 2 và Tuyết Văn, và chỉ hiện môn sinh hoạt và môn ngữ văn thôi. Mà hình nó sẽ rất là nhỏ bé và nhìn rất là dễ và nhập rất là dễ. Còn nếu không không chọn thì nó sẽ hiện toàn bộ tất cả các môn và nhìn vào nó rất là khó nhìn và rất là khó xét. Cho đây là cái tính năng này là vừa vừa có tính năng rất là hay, chúng ta lựa chọn là cho nó hợp lý. Và đến lát nữa khi mà nhập cái yêu cầu của giáo viên ấy, chúng ta sẽ nhập toàn bộ cái nhóm môn văn này, chúng ta chọn cho nó một ngày là họp tổ bộ môn rất là hợp lý. Cho đây là cái rất quan trọng. Rồi xong rồi chúng ta bấm nút cập nhật nhé, phải bấm nút cập nhật thì nó mới ghi vào, bấm vào xong. Nhưng mà chúng ta vừa mới nhập xong văn, tôi xem lại thử này, văn đấy, văn là cũng có Hà V, cũng có Bình 2, cũng có Tuyết Văn và sinh hoạt và ngữ văn. Bây giờ tôi sẽ chọn sang môn toán, bấm vào đây toán nhé, cho toán chọn thêm là Hà toán này, gồm có là Bình 1 này, gồm có là Minh này. Đó, thì đây là môn đang giáo viên toán. Sau chọn tiếp này, giáo viên toán dạy môn sinh hoạt này và môn toán đó, chọn như vậy là chính xác được chưa. Bấm nút cập nhật xong môn toán. Về sang môn lý đi nhé. Một giáo viên có thể dạy dạy nhiều môn được, tôi cho phép dạy là như là Hà toán được dạy môn lý, rồi là Tuyết FC được dạy môn lý, như giờ là Bình 2 dạy lý, được phép chung nhau được thoải mái, và chọn là môn sinh hoạt và chọn cái môn lý đâu,
vật lý đây, đấy, cho chọn môn vật lý và môn sinh học. Thậm chí chúng ta có thể kéo xuống đây, chúng ta chọn cái môn là có thể chọn thêm những môn khác bên trên nó được phân công chọn, ví dụ môn là giáo dục hoạt động trải nghiệm chẳng hạn, những như vậy. Tức là cái giáo viên của tổ hợp tổ của cái nhóm đó, nếu mà được phân công môn nào thì chúng ta chọn cái môn đó. Thì khi chọn môn này nó sẽ hiện ra trên cái màn hình mà nhập khu giảng dạy nhé. Rồi, sau bấm nút là cập nhật. Xong. Khi mà chúng ta làm cho môn môn hóa nhá, chúng ta làm cho môn hóa đây, môn hóa đây là tôi chọn bừa vào thôi cho nó vui nha. Môn hóa có hai người này nhé, chọn là vật lý, à, giữa vào chọn vật lý mà chọn cái gì? Chọn là sinh hoạt và môn hóa đâu rồi? Và môn hóa đây, hai môn nhé, cập nhật. Môn tin gồm có là tin là mình tin rồi mình hai tin đây. Ví dụ đấy nhé, và chọn là chọn môn tin. Chọn môn tin và chọn môn sinh hoạt này, cập nhật. Cứ như vậy chúng ta làm cho toàn trường không công một chút thôi, thì sau khi mà chúng ta chọn cái này xong rồi thì mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. À, lên cho tôi sẽ nói nhé, rất là nhẹ nhàng. Rồi chọn là môn sinh sinh hoạt và môn sử. Đấy, như vậy là xong. Như vậy là tôi vừa mới làm xong cái việc là tôi nhập cái nhóm thông tin nhóm giáo viên nhé, rất quan trọng. Rồi sau đó bước tiếp theo là tôi sẽ nhập gọi là cái yêu cầu của nhóm giáo viên. Đây, yêu cầu nhóm giáo viên thì cái nhóm giáo viên này là thực chất là làm là có rất nhiều yêu cầu, nhưng mà thông thường chúng ta sẽ chọn yêu cầu là ta đặt cái tiết họp. Cái tiết họp là tiết là toàn bộ giáo viên của cái nhóm môn đó là được nghỉ dạy và họp trong nhà trường. Thì ví dụ nhé, chúng ta sẽ làm cho từng môn một, từ nhóm một, nhóm văn, toán, lý, hóa, sinh, tự nhiên, môn văn nhé. Môn văn chúng ta dự kiến là sẽ đây, chúng ta đây ở trên này là ghi là buổi sáng và chiều riêng, đây là sáng riêng và chiều riêng nhé. Ví dụ như là buổi sáng là môn văn sẽ họp vào tiết một ngày thứ tư. Đây chúng ta bấm vào đây này, chúng ta bấm chuột phải và đặt chế độ là họp. Đây thì cái họp này nó sẽ áp dụng cho toàn bộ giáo viên của môn văn. Và đăng lại là cái ràng buộc họp là cái ràng buộc thì là ràng buộc cứng. Khi đặt họp rồi thì không thể xếp thêm bất cứ gì vào nữa, là cứng luôn, cứng luôn nhé. Tại đặt họp nó là như vậy, được chưa? Còn chỗ khác chúng ta bỏ qua, theo tôi thì cái giáo viên chúng ta chỉ việc nhập cái tiết họp thôi nhé. Tôi sang cái môn toán. Môn toán chúng ta sẽ họp vào tiết 5 ngày thứ năm. Tôi lấy như vậy, chúng ta kích chuột phải và chọn họp. Chỗ này tôi bấm vào đây nhé, chọn chuột phải và chọn họp. Như vậy là cái môn toán là chỗ này tôi bấm nhầm rồi. Đang môn toán thì chỗ này tôi bấm nhầm vì tôi hủy nhé. Đây, tôi bấm nhầm là thứ tư cũng họp và thứ năm cũng họp. Bây giờ tôi hủy, tôi bấm vào đây, tôi bấm chuột phải và chọn cái chỗ đang là rỗi thì như vậy là hủy, hủy họp đi. Hủy nhé. Vậy là cái môn toán chỉ họp là tức năm ngày thứ năm thôi. Xong bây giờ sang cái kiểm tra lại môn văn là họp ngày thứ tư này, môn toán là họp mà thứ năm này. Bây giờ chọn sang môn lý sẽ họp là sáng thứ sáu. Đây cũng vào đây nhé, chọn sáng thứ sáu là họp. Rồi xong sang cái môn hóa sẽ họp là tiết hai ngày thứ bảy. Tôi lấy ví dụ thôi, thứ bảy lại nhầm mất rồi, là phải xóa, lại phải xóa là dỗi ở đây nhé, và chọn thứ bảy. Đây thứ bảy họp họp vào môn hóa. Rồi tiếp theo là sang môn sử sẽ họp tiết ba ngày thứ hai. Đây tiết ba ngày thứ hai họp. Xong tiếp theo là môn tin sẽ là họp vào tiết năm ngày thứ tư. Bấm vào đây, chọn đây, rồi làm vậy là xong, họp rất là nhanh. Xong rồi bấm nút kết thúc. Xong như vậy là nhập xong cái gọi là cái nhóm giáo viên, cái ràng buộc của giáo viên. Xong đến cái bước cuối cùng của cái việc nhập dữ liệu gốc là chúng ta nhập cái nhóm, nhập cái yêu cầu giáo viên. Thì cái yêu cầu này, tôi nhắc lại yêu cầu này, tôi từng nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không nên nhập quá nhiều các cái yêu cầu. Các bạn thấy ngay đầu là Bùi Việt Hà là họp ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thế có thấy lạ không? Vì sao như vậy nhỉ? Có hiểu vì sao không? Chính vì là vì cái ông Hà đây này là nằm trong ba nhóm liền. Ông Hà, vì tôi đã phân công ông Hà vừa vừa nằm trong nhóm toán, vừa nằm trong nhóm lý, vừa nằm trong nhóm tin. Cho nên là ba cái tổ môn này là họp ba người khác nhau, thì ông Hà là có hết cái giờ tự họp ở đây.
Đấy, là vì đó đấy, như vậy là khi sẽ đây là cái tiết họp của bộ môn nó sẽ tự động hiện ra ở đây và đã họp rồi thì không dạy được nữa. Chú ý nhé, thì ở trong môn này chúng ta chú ý là nó có rất nhiều các cái thuộc tính khác nhau, các cái dòng khác nhau của từng giáo viên một, thì chúng ta được quyền là chúng ta nhập các cái thông tin ở đây cho từng giáo viên một, mà chú ý là đừng nhập nhiều quá. Nhập nhiều quá là máy nó sẽ phá vỡ các ràng buộc, thì nó không xếp được, làm sao phá vỡ khi mà xếp 100% nó sẽ phá vỡ. Chúng ta chú ý là không nên, tôi thường nói nhỏ với giáo viên là chúng ta chỉ nhập cho những người thân của mình thôi, nhập cho mình là một và một vài người thân thôi, còn toàn trường chúng ta không không nhập nhé. Còn chúng ta mà một số giáo viên rất là hiền lành là cứ thậm chí còn loa loa trên mạng là các thầy cô yêu cầu đi em sẽ nhập vào, và nhập vào càng nhiều càng chết. Khi nhập vào như vậy một phần mềm sẽ không thể thỏa mãn được, phần mềm sẽ phải phá vỡ, mà đã phá vỡ thì họ sẽ kêu họ sẽ đổ đầu chúng ta, và chúng ta sẽ bị kêu là như vậy là chúng ta sẽ bị rất là dở. Nhiều giáo viên là bị đau đầu phải ôm đầu chạy đi là vì giáo viên nó kêu quá. Đấy, chúng ta kệ họ. Khi mà kệ như vậy thì phần mềm nó sẽ xếp, thì phần mềm khi xếp tự động ấy nó sẽ là thông thường ở của nhà trường là già nửa số giáo viên sẽ là thấy rất thích đạt yêu cầu, nhưng một non nửa còn lại là thấy không thích. Thì chỉ những ông bà mà giáo viên thấy biểu xấu thì họ mới kêu thôi, còn người im người mà giáo viên người mà có thấy biểu đẹp họ sẽ im lặng. Cho nên thấy toàn thấy người kêu, không 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 thấy người khen, chẳng có ai là tự khen là thằng biểu tôi đẹp quá, bây giờ họ tự im lặng đi. Và chỉ người kêu là những người mà thấy biểu mình xấu, thì chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ chỉnh sửa cho những người giáo viên xấu đó. Đấy, chỉnh sửa cho một số ông bà nào mà kêu quá chúng ta chỉnh sửa cho họ. Thế nên là một cái nhà trường là như vậy, chứ không chúng ta không nên nhập cái này quá nhiều đâu nhé. Thì tôi xin nói nhé, thì đây ở đây là chúng ta nhập này này, đây đây là cái thời gian chờ dậy lớn nhất ở trong một ngày, để là một là hợp lý, tức là để một đây thì cho phép là giáo viên trong một ngày để phép là nghỉ một tiết ở giữa thôi. Còn nếu không ấy, chỗ này mà là đặt là ba thì có thể nó dạy tiết một và tiết năm, nghỉ tiết hai ba bốn thì nó lại xấu nhé. Nên mong đợi chúng ta để là một rồi. Còn nếu các bạn mà để không nhé, chúng ta mà để không ấy, tức là yêu cầu là dạy là liền tiết hết, không không nghỉ ở giữa, thì phần mềm nó không không không, không thỏa mãn đâu, nó phải phá vỡ. Yêu cầu này là yêu cầu không là quá nặng. Cho nên để một là hợp lý, thì để một thì đa số giáo viên chúng ta sẽ thấy là thỏa mãn, nhưng vẫn phần mềm nó vẫn 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 phá vỡ. Một số giáo viên vẫn phải bị hiện tượng là nghỉ hai tiết trống hoặc là ba tiết trống, thì với ông bà đó chúng ta sẽ chỉnh vào, chúng ta chỉnh bằng tay. Hiện nay cái phần mềm chúng tôi cứ chức năng chỉnh bằng tay là chức năng chính nhất của phần mềm, quan trọng nhất của phần mềm, được chưa? Đây là số môn học tối đa trong một buổi, tổng thời gian trong tuần, tổng số các cái tiết trống ấy trong tuần maximum là 3, đó là một cái ràng buộc nhé. Rồi có một ràng buộc là không dạy liên tục qua trưa, nếu mà giáo viên đó mà dạy cả sáng cả chiều thì phần mềm sẽ xếp như sau: nếu mà dạy tiết 5 buổi sáng thì tiết 1 buổi chiều nghỉ, nếu mà dạy tiết 1 buổi chiều thì tiết 5 buổi sáng nghỉ, phần mềm sẽ tự động làm chuyện đó. Còn ở dưới này là chúng ta cho ràng buộc là từng buổi sáng và chiều. Ví dụ như sáng giáo viên đó yêu cầu là dạy dạy từ tiết 1 đến tiết 4 để xin nghỉ tiết 5 đó, sẽ đưa vào đây là một ràng buộc. Hoặc chúng ta cho ra một cụ thể của người đó, tôi lấy ví dụ sang cái ông giáo viên là ông là cô Minh này nhé, ông này là xin phép được nghỉ ngày thứ sáu nhé. Thì có nhiều cách ghi, chúng ta để ghi như sau: chúng ta bấm chuột phải và chọn chức năng là nghỉ dạy, đây chọn chức năng là nghỉ dạy, nghỉ nhé, chọn chức năng là nghỉ, chúng ta bấm kết thúc vào hay hơn là nghỉ. Như vậy đây là một cái dòng buộc riêng của cái ông Minh này, đặt chế độ là nghỉ nghỉ ngày thứ sáu nhé. Thì nói luôn đây là cái dòng buộc nghỉ là dòng buộc mềm, không phải là cứng, không phải là cứng, tức là khi chúng ta đặt là nghỉ thì phần mềm vẫn có thể là phá vỡ được khi mình sẽ tự động. Còn đặt chức năng họp là cứng nhé, họp là cứng, chúng ta đặt họp là không bao giờ sẽ được nữa. Chứ rất nhiều người nhìn ra bên chúng ta làm mẹo là chúng ta đặt họp luôn, nghỉ là cứng. Yên tâm, nhưng mà cứng này thì hay đấy, nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác đấy. Vì một giáo viên mà đặt cứng thì người khác nó rất là khó xếp. Chứ chúng ta đặt càng nhiều ràng buộc thì nó càng khó xếp, và phần mềm sẽ thậm chí sẽ càng sẽ phá phá lung tung ra, và càng có nhiều người xấu hơn.
Cho nên về lý thuyết là chúng ta rất lại chỉ chọn chỉ chúng ta chỉ đặt cái yêu cầu giáo viên cho một vài người thôi, theo tôi là như vậy. Tôi đặt chung cho toàn trường là ví dụ đặt chung này là chung là đặt cho là ví dụ như này, này số ngày nghỉ này đấy này là chung này số ngày nghỉ cho là toàn trường là ví dụ là đặt là một ngày nghỉ trong 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 một tuần lễ cho tất cả giáo viên đó. Còn đây là cái ràng buộc khác, ràng buộc là ví dụ như là một ngày chỉ dạy một địa điểm thôi, đúng rồi đây đó, áp dụng cho toàn trường luôn. Thế như vậy là yên tâm được chưa? Đấy, như vậy là đây là cái màn hình để nhập cái ràng buộc giáo viên. Được rồi, bây giờ bước tiếp theo này, bước tiếp theo là sang cái phần tiếp theo là nhập cái phân công chuyên môn. Thì đáng lẽ chúng ta sẽ phải vào đây ngay này, chúng ta vào lệnh này ngay này đó, và vào đây chúng ta sẽ có một cái bảng ở bên trái là danh sách giáo viên, ở phía bên phải phía trên là các môn học. Thì mặc định là hiện toàn bộ giáo viên và hiện toàn bộ các môn học, thì chúng ta có thể lựa chọn lại. Chúng ta sẽ bấm cái nút chuột vào đây và chúng ta sẽ chọn nhóm giáo viên. Đây chọn thì tôi chọn nhóm văn thôi, nhóm văn thì phần mềm sẽ chỉ hiện ra giáo viên môn thế nha, chọn nhóm giáo viên này, chọn môn văn này nhé, bấm nút là kết thúc. Phần mềm sẽ chỉ hiện ra giáo viên môn văn và các môn học do giáo viên môn văn dạy, và chúng ta sẽ nhập vào đây. Đấy. Cách nhập là như sau nhé. Cách nhập là như sau. Chúng ta sẽ bấm chuột phải ở đây và chúng ta chọn lớp. Môn sinh hoạt chính là cái môn là môn chủ nhiệm, là cái môn nằm trong cái môn trải nghiệm, đúng không? Học trải nghiệm. Thì bấm chọn lớp ở đây và ví dụ là lớp ông Hà V là được phân công là dạy chủ nhiệm lớp 10A, bấm đây. Là khối 12. Cái phân công này chúng ta chú ý cái bảng cái lệnh này là sẽ nhập phân công theo từng buổi sáng và chiều riêng biệt. Chúng ta chú ý nhé. Mặc dù lớp cấp 12, lớp 12 là lớp học cả sáng cả chiều, nhưng mà chúng ta vẫn nhập phân công chuyên môn là sáng riêng và chiều riêng. Đây, thì đây là nhập buổi sáng riêng này, đây là buổi chiều này. Đó, đây là buổi sáng này, đây là buổi chiều nhé. Đó. Rồi chúng ta nhập ví dụ là Bình chọn lớp 12 đây, Bình là chủ nhiệm lớp 12C chẳng hạn đó. Và ngữ văn đây Hà sẽ chọn dạy 13 là 10A 10B đúng không, và ở đây tôi vẫn chưa chọn cái nhóm giáo viên, chọn giáo viên văn nó sẽ chỉ hiện văn thôi nhé. Đấy. Và tiết V là sẽ chọn 12, tiết V chọn là được phân công lớp 12A 12B, lấy ví dụ như vậy 12B được chưa. Thế đây là cái cách phân công. Ở đây có cái tiết mặc định đây, tiết mặc định là 3 này. Đây là khối 12 là 3 này, khối 10 10 là sinh hoạt là 1 nhé. Nếu mà ở đây mặc định mà là sai, chúng ta sẽ phải sửa lại. Sửa lại, tôi sẽ sửa sao chúng ta sẽ bấm vào đây này. Chúng ta bấm bấm chuột phải vào đây và chọn cái lệnh là thay đổi sinh hoạt ở đây. Phần mềm sẽ thay đổi. Ví dụ nhé, năm nay khối 10 của chúng ta ở trên sở lại yêu cầu là ngữ văn tăng lên là 4 tiết, thì chúng ta sẽ bấm vào đây và chọn là 4 tiết ở đây, 4 tiết. Ví dụ như vậy nhé. Phần mềm sẽ có hai hai chức năng là các lớp đã nhập trong khối thay đổi theo, hoặc là giữ nguyên số tiết của các lớp đã nhập. Để chúng ta bấm nút kết thúc như vậy là thay đổi theo. Đó. Như vậy là khối 10 là học là 4 tiết là 4 tiết văn. Được chưa? Khối 12 là mình là 3 là 3 tiết văn đây. Bây giờ tôi giả sử nhé. Cái này hoàn toàn theo được, giả sử là bình thường các lớp khối lớp 12 là học 3 tiết văn bình thường theo mặc định, nhưng riêng 12A ví dụ nhé, riêng 12A là lớp chuyên văn và tôi nhà trường yêu cầu nhà trường theo cầu nhà trường lớp 12A là riêng 12A là học 4 tiết văn thì làm thế nào, để thi mô tả sau nhé. Chúng ta có thể là mặc định khi nhập vào đây thì phần mềm sẽ gán số tiết học của lớp 12A trong một tuần là 3 tiết ở trên này, là 3 tiết là số tiết mặc định nhé. Chúng ta có thể thay đổi như sau, chúng ta có thể thay đổi sửa từng lớp một theo số tiết mới. Tôi kích đúc vào đây, tôi nháy đúc vào đây và hiện con trỏ, và tôi sẽ di chuyển sang đến lớp 12A và tôi gõ mở ngoặc đóng ngoặc và sửa trong 12A là 4. Thì như vậy là 12A là tôi giữ 12A là 4 tiết. Như vậy là về lý thuyết mà nói ở trong cái bảng này tôi có thể được quyền là nhập và thay đổi số tiết được gán cho từng lớp
từng giáo viên một tùy ý nhé. Nó rất là một phần mềm, nó rất là mở, chúng ta được phép làm chuyện đó đó. Thì cái việc này là chúng ta phải làm rất là cẩn thận, nhập chính xác theo từng lớp và từng giáo viên và từng môn theo đúng phân công chuyên môn mà nhà trường đã làm được chưa. Đấy, nhưng mà đây là tôi vừa nói cái thao tác vừa rồi, thao tác là dành cho khi mà chúng ta vẫn 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 nhập theo mô hình cũ thì như vậy, mô hình cũ thì như vậy. Lớp 11, 12 chúng ta làm như này. Mà riêng khối 10 đó, bây giờ tôi sẽ quay lại riêng lớp khối 10, chúng ta sẽ phải làm thêm một số thao tác nữa nhé. Riêng khối 10 thì chúng ta là chưa nhập vội ở đây, và chúng ta sẽ phải thoát ra ở đây, và chúng ta vào dữ liệu, và chúng ta sẽ phải nhập một à, nhập cái tổ hợp một đấy. Thì lập lệnh thứ hai là thông tin tổ hợp môn. Cái lệnh tổ hợp môn này là chỉ nhập danh sách cái tổ hợp môn, bao gồm là mã tổ hợp môn và tên tổ hợp môn. Chúng ta bấm vào đây, và ở đây chúng ta sẽ nhập cái mã tổ hợp môn và tên tổ hợp môn cho toàn trường. Thì cái này là cái mà nhà trường sẽ phải làm trước ở bên ngoài. Chúng ta chỉ được nhập vào đây thôi, nhập máy như vậy thôi, chứ còn cái này là hoặc làm đây tùy các bạn nhé. Nhưng thông thường nhà trường chúng ta là khảo sát học sinh này, và chúng ta lên trước, nhà trường hiệu trưởng lên trước như vậy: lớp 10A học những môn này, 10B học môn này, 10C học môn này, và từng từng lớp một. Các bạn, các thầy cô chú ý là chúng ta nên phân bổ cho càng rộng càng tốt, chứ không nên là gán chung. Tôi thấy là một số trường là gì, là lớp 10 nhà trường chúng ta chỉ chia làm hai nhóm này. Chúng ta có 10, có 10 lớp 10 thì 5 lớp 10 là học giống nhau. Từ 10A đến 5 lớp 10 đầu tiên học giống nhau, 5 lớp 10 sau học giống nhau. Như vậy là cái khả năng chọn nghề của học sinh nó rất là cứng, làm thế học sinh nó sẽ không thích. Chúng ta nên 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 làm rộng ra, nên mở rộng ra, và nên làm mỗi một cái lớp là ứng là một tổ hợp môn nhé. Ví dụ như tổ hợp môn 1 là tổ hợp môn mà, ví dụ tôi lấy ví dụ là tổ hợp môn là các em sau này sẽ thích là chọn môn tin học là môn nghề, thì tôi là tôi định hướng tôi chọn một tổ môn là cái tổ hợp môn là gọi là tin một đi, tin một đây là cái tổ hợp môn đầu tiên. Thì sau đó là phần mô tả là cái em là cái em là cái là tổ hợp mà chọn ICT sau này bấm lên nó sẽ vào. Thì đây là cái tổ hợp đầu tiên. Xong tổ hợp thứ hai, ví dụ tôi chọn là tin hai, là cái mà dành cho các em hướng sau này là hướng một cái môn tin là tin tin không máy tính, là cái là cái gọi là mà nghề nghề tin TS. Chúng ta chú ý là cái chọn cái tổ hợp này là chọn theo nghề, chứ không phải chọn để phân ban nhé. Chọn tổ hợp thứ ba là em thích toán toán một đi, một là cái toán mà các em toán toán thực sự toán 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 luôn đấy. Đấy thì đây là cái nghề là hướng nghề toán chuyên nghiệp, chú ý như không chuyên nghiệp. Thì với cái tổ hợp môn này, toán một này là cái tổ môn là các em nó sẽ thích học toán. Như vậy là em học 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 môn dự là môn toán là môn toán, môn sử, môn tin và môn tin, và chuyên đề sẽ học là về toán, về toán chuyên đề tin, ví dụ như vậy. Chuyên về toán, như ai thích thì về toán thì chúng ta chọn. Như vậy là theo tôi thì cái chuyên đề này là cái sách tổ hôm nay là theo tôi như là mỗi lớp là một tổ hợp môn. Thì cái tổ hợp môn là phải làm rộng hơn cả lớp nữa, vì có thể chúng ta có thể thay đổi được. Cái này là sẽ dựa trên cái tổ hợp môn là chọn như sau, là chọn dựa trên cái khả năng của trường chúng ta, và dựa trên cái yêu thích của học sinh. Chúng ta khảo sát học sinh trước và dựa trên đó chúng ta tạo ra cái tổ hợp môn. Ví dụ như vậy đấy nhé. Bây giờ xong rồi chúng ta kết thúc, và tiếp theo chúng ta sẽ nhập chi tiết cho từng tổ hợp môn một. Chúng ta vào cái lệnh là thông tin tổ hợp môn vào đây, và chúng ta sẽ nhập đây. Chúng ta sẽ nhập mà các cái môn tự chọn và các môn chuyên đề cho từng cái tổ hợp môn một. Thì đây là chúng ta sẽ bấm một nút cộng, và sau đó phần mềm sẽ hiện ra các cái tổ hợp môn là các cái môn học mà nằm trong cái nhóm là gì, là cái nhóm mà là gọi là lựa chọn đấy. Như là đây ta tin một nhé, tôi chọn làm là chọn tin, chọn 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 tin là môn thứ nhất. Chọn môn thứ hai là môn
là môn thứ dụ là lâm lại là cái môn tin, nhưng mà chọn môn thứ hai là môn công nghệ thì lấy ví dụ như vậy, và chọn môn thứ ba là môn, lý thì lấy ví dụ, nhá, và chọn môn thứ tư chọn chọn bốn môn thôi là môn sinh thì lấy ví dụ như vậy. Nhưng mà đây là cái tổ môn đầu tiên là tin là nghề tin ICT và chuyên đề. Chuyên đề thì tất nhiên tôi chọn môn tin rồi cho thích rồi, đầu tiên là chọn môn này. Về lý thuyết là chọn thoải mái nhé, chọn chuyên đề nào cũng được, nhưng mà đây là chuyên đề một là môn chuyên đề này là chuyên bấm lốc cộng, chọn chuyên đề hai chọn chuyên đề lấy chọn chuyên đề toán thì là chuyên đề số 2, chọn chuyên đề số 3 là chọn chuyên đề ví dụ chọn chuyên đề công nghệ lấy ví dụ thôi nhé. Đây. Như vậy là một cái tổ hợp môn như vậy là gồm có 4 môn lựa chọn nằm trong 9 cái môn lựa chọn của nhà trường và 3 môn chuyên đề trong số là 14 môn chuyên đề. Và nó cái này là định hướng nghề nghiệp nhé, chọn xong rồi bốn nước cập nhật xong coi như là xong xong một cái tổ hợp thứ nhất, chọn sang tổ hợp thứ hai bước vào đây lại chọn tổ hợp thứ hai, cứ như vậy chọn cho tất cả các tổ hợp môn. Như vậy là số tổ hợp môn là phải theo tôi là phải ít ra là phải bằng số 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 môn, để cho là mà chúng ta có 10 lớp 10 thì các bạn mà tạo ra tối thiểu là 10 tổ hợp môn, chứ đừng nên chọn ít quá. Ít quá học sinh nó chọn ít quá là nó cảm giác là như là học sinh nó rất là thiệt thòi. Chúng ta nên chọn làm đa làm cái này thật đa dạng đi, mà cái tổ môn này nhắc lại là không phải để mà thi đại học, cái này là cái liên tục như vậy nhé. Đây là hoàn toàn là chọn cái chọn chuyên sâu nghề của các em, để theo tôi biết nhé, các bạn có xem vào chương trình nhé, em nào mà chọn cái chuyên đề về tin học ứng dụng ấy, đọc ứng dụng ấy, thì học hết lớp 12 em đó là thành thạo về xử lý ảnh, sau này ra lập tức là xử lý ảnh ra làm liền ngay lập tức rồi, thành thạo cái môn là thiết kế đồ họa máy tính, tạo banner này, tạo 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 thiết mời này, em nó có thể dùng ngay phần mềm đó để ra làm nghề luôn, làm nghề thiết kế đồ họa banner, ra làm nghề ngay lập tức. Chứ không là tất cả các môn chuyên đề các bạn xem đấy, tất cả các môn chuyên đề hoàn toàn không liên quan đến thi đại học hết, tất cả kiến thức chuyên đề là rất sâu về nghề nghiệp không. Cho nên là một số nhà trường mà lại cứ nghĩ là thi khối A là chọn chuyên đề là toán lý hóa là sai, cái chuyên đề toán nó chẳng liên quan đến thi đại học môn toán cả. Chuyên đề toán là học rất là sâu về toán mà nó không liên quan gì đến cái thi đại học môn toán. Đấy, chúng ta chú ý cái chỗ này là nhiều chỗ nhà trường hiểu sai, sai chỗ này, nghĩ là học chuyên đề toán thì thi toán nó sẽ tốt hơn, học chuyên đề tin thì thi tin tốt hơn, như vậy là sai. Cái này là cái định hướng nghề nghiệp. Nhưng mà chúng ta là đây là đây là cái lệnh là nhập thông tin của từng tổ hợp môn một, và mỗi tổ hợp bốn như vậy chúng ta sẽ chọn là nhắc lại cho sẽ chọn là bốn môn lựa chọn trong số 9 môn. Nếu các bạn mà không sửa môn lịch sử, không sửa môn lịch sử mà lịch sử vẫn là môn khoa học xã hội thì ở đây chúng ta phải chọn 5 môn, có môn lịch sử ở đây thì cũng không sao cả. Đấy, thì ở đây cho phép là chọn 4 hoặc 5 môn tùy ý nhé, cái số lượng môn của môn nào chúng ta không hạn chế, phần mềm nó không hạn chế, phần mềm để cho nó mở để chúng ta cho phép là chỉnh sửa sau này, được chưa? Rồi sau khi mà nhập cái này xong rồi thì chúng ta sẽ làm tiếp tục như sau, chúng ta sẽ làm cái lệnh là chọn lớp tổ hợp môn. Đây là cái lệnh sẽ gán cho từng lớp một theo tổ hợp môn nhé. Để chúng ta ra chọn lớp 10A đây và chọn cái tổ hợp môn, bấm vào đây và chọn tổ hợp môn đây. Lớp 10A là chọn đây, chọn môn là nghề ICT đây và bấm nút cập nhật. Thì như vậy là lớp 10A này, chọn 10B. 10B ta chọn cái tổ hợp môn khác là tổ môn này chẳng hạn, chọn cập nhật. Thì máy sẽ cập nhật là mỗi một lớp ứng với là một cái tổ hợp môn. Chỗ đây là chuyện rất quan trọng. Thì lát nữa khi mà chúng ta nhập công chuyên môn ấy thì khi nhập cho khối 10 chúng ta sẽ phải in ra các tổ hợp môn như vậy và chúng ta sẽ soi vào ra nhìn. Vậy lớp 10A, lớp 10A là sẽ học sẽ phải nhập các môn là môn tin, môn công nghệ, môn lý và môn là môn sinh, nhập môn này thôi. Lớp 10B chọn môn khác. Như vậy chúng ta dựa vào cái chúng ta phải in ra hay chúng ta phải biết trước là lớp mỗi lớp như vậy là học môn nào. Ngoài sáu môn bầu ra thì ngoài các môn bắt bầu ra thì còn có những môn này nhé, đó là chú ý nhé. Rồi nhưng mà đây là cái lệnh là chọn lớp tổ hợp môn tự chọn, tức là nâng ra là chúng ta phân bổ cái tổ hợp môn cho từng lớp một nhé. Rồi sau đó chúng ta để mà kiểm tra lại lần nữa, chúng ta vào cái lệnh này là phân công môn lớp. Thực ra đây là lệnh là nó sẽ chi tiết hơn và nó sẽ có cái tính năng là có tính năng là phủ lên trên cái lệnh này, các lệnh người ta vừa làm. Đây, đây lệnh chúng ta sẽ vào
xem từng từng hiện ra đây là cái lớp nào học học môn nào đây, và chúng ta có thể chúng ta sẽ chúng ta sẽ gán thêm nhé. Thì ở lớp đây thì như sau, thì có cách làm bằng tay. Làm bằng tay là chúng ta chọn lớp 10A ở đây và chúng ta sẽ bấm nút là sửa. Sửa. Phần mềm sẽ hiện ra các cái môn học và chúng ta sẽ bấm nút chọn môn nào. Vì lớp 10A ta chọn là môn công nghệ, môn tin, như vậy đây chúng ta chỉnh sửa bằng tay cho nó dễ nhé. Cho nên làm này hơi lâu một chút. Mà cách làm nhanh là gì? Cách làm nhanh là chúng ta sẽ chọn môn tổ hợp mà của nó có sẵn đây rồi và bấm nút là cập nhật môn tự chọn, phần mềm sẽ tự động cập nhật những môn tự chọn. Vậy là cái chức năng nó chỉ là cốt chức năng là chúng ta sẽ biết à lớp này là học những môn nào, và sau này ở trong cái là khi chúng ta nhập công chuyên môn đấy, chúng ta sẽ xem được cái thông tin này để mà ta gọi là tra cứu để khỏi nhập sai. Còn bản chất cái việc nhập lệnh, cái lệnh mà nhập dữ liệu là nhập phương hướng dạy vẫn như cũ, không thay đổi, được chưa? Rồi à, đây là cái lệnh mà Thế thầy chọn buổi chiều xem cái gì cơ, thầy chọn vào cả học buổi chiều xem đây là một nhé. chiều lệnh khác, đây là sáng chiều riêng biệt nhé, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta bấm cập nhật này là ghi lại này, xong là chúng ta chọn buổi chiều lại ra những lớp lớp khác đấy, buổi chiều đây nhé. Đấy, đây là sáng này, sáng này. Ồ, chiều tôi không thấy, nó không chưa ra nhỉ. Sáng chiều đây là sáng đúng không? Buổi chiều nó không ra được thôi à? À thế này thân bị lỗi rồi, thì tôi cho Dạ bài vâng sửa ạ. ngay nhé. Đây chỗ này đúng là đây là buổi sáng đúng nào, sáng đúng rồi đúng không? Bây giờ chiều này, à thế chị bị lỗi, chị bị lỗi rồi. À thế như vậy chúng tôi phải sửa ngay chỗ này nhé, chỗ này cho nó mới lỗi mà xưa lỗi. Inbox cho thấy Ôi ạ. ơi, Dạ cái này em có inbox cho ok thấy rồi cái mình tình nhớ rồi, trạng mấy vậy thứ rồi á. chỗ này là chỗ Được chỉnh ạ. bị sai, mới bị sai thôi, là cái bấm một chiều nó hiện Ok ra em buổi hiểu chiều cơ, rồi buổi chiều của chúng ta là lớp 11 cơ. Như vậy chỗ này là sai dạ em nhá, cảm bị ơn sai. Đây là cái chỗ này là chúng ta và cái này là phân công môn lớp chi tiết mà nó phủ nó gì, nó là cái lệnh mà nó mạnh hơn là cái lệnh là mà phân công với tổ hợp môn. Bây tôi quay lại xem mình kia bị sai không nhé, nhưng mà chỗ này bị sai thật. Bây giờ tôi quay lại lệnh này sẽ bị sai, tôi bảo cái lệnh là chọn lớp mà tổ hợp môn đấy nhé. Đây là sáng này, đây là chiều nhé. À nhưng mà chiều đấy vẫn đúng nhé, nhưng mà đây lại hiện ra cái này như vậy, chiều đấy vẫn bị sai này, chiều đây nó vẫn đây chỗ này vẫn bị sai đấy. À, các bạn đợi tôi một chút, nhưng mà chỗ này là hiện ra cả sáng là sai, chiều lên thì hiện này thôi, nhưng mà chỗ này là sai nhỏ, tôi sẽ bảo sửa ngay nhé. Chỗ này cái chỗ mà chương trình công lỗi một chút đấy, thì các bạn như vậy tôi chú ý chỗ này, tôi sẽ fix chỗ này lại và lát nữa tôi sẽ bảo bảo nhóm kỹ thuật sửa ngay nhé, sửa ngay. Nhưng mà tôi lại bấm lại sáng này, càng vẫn đây là do cái lỗi là ấy thôi, phần mềm nó không xóa mình vậy thôi, có thêm 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 vào đây nhé. Cái sai này là sai mặc dù đơn giản thôi nhưng mà trên màn hình là thấy rất nặng đấy. Đã nghĩa ra khi mà chuyển thế này nó phải xóa cái bảng trên màn hình đi và nó làm lại để nó không refresh màn hình. Đấy cái lỗi nhỏ của lập trình, nhưng mà trên màn hình này lại bị nặng nhé. Còn cái bên này là lỗi, là cái lỗi là đây là sáng này đúng thế này, nhưng mà tôi bấm một chiều nó chưa sang, như vậy là sai, đúng là sai thật, nó không cập nhật cái bên này. Đấy, nhé. Được rồi, lỗi này là thật định, lỗi nhỏ thôi, chúng ta sửa ngay trong ngày mai là các bạn có ngày mai là học chiều nay các bạn lên lên các bạn lên chỗ tải là các bạn thấy cái bản bản mới nhé. Rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta lại quay lại cái này nhé, chúng ta quay lại cái này và chúng ta sẽ nhập, đây là cái bảng hình nhập. Nhập xong rồi chúng ta phải kiểm tra xem đúng hay không. Bây giờ cái này tôi sẽ phải đóng lại và tôi sẽ mở một lớp khác ra để các bạn xem nhé. Bây giờ tôi mở một lớp khác là cho để tôi mở một lớp đã nhập xong rồi thì các bạn xem. Đây là một lớp của một trường Hà Nội, trường này là một trường nó làm riêng cho của họ, họ có rất nhiều tiết luôn. Để tôi mở cho các bạn xem, đây là trường đã nhập xong không chuyên môn rồi, nhập xong rồi. Khi nhập xong rồi để chúng ta chú ý nhé, khi nhập xong rồi để chúng ta sẽ ở trên màn hình này, trên cái màn hình này rất là khó kiểm tra là nhập đúng hay là sai đó. Thì chúng ta vào đây này, chúng ta vào cái lệnh là nhập theo lớp thì nhìn rất là dễ hiểu luôn. Đây chúng ta vào đây nhé,
Vào đây phần mềm sẽ ra được cái bảng liệt kê ra các lớp theo từng buổi sáng chiều và mô tả các môn học đã được xếp bao nhiêu tiết và mô tả tổng số tiết. Đó. Thì vào đây này. Tổng số tiết đây các bạn đây đều là 30 này. Nếu tổng số tiết này mà các bạn thấy trên 30 là sai, chắc là sai. Đó, sai. Ở đây lớp này cái trường này học kinh quá là 30 tiết hết. 30 tiết hết nhá, kín hết nhé. Đấy. Buổi chiều đây, sang buổi chiều. Buổi chiều của họ là 30 tiết hết. Đó, bạn thấy. Trường này thậm chí nó còn là vì nó nhiều tiết quá nên mà là họ là thậm chí là xóa đi một số tiết sinh hoạt. Và dạy thay vào đấy, dạy bù đấy là các tiết khác. Trường này là trường nó có hẳn hai cái môn là môn Anh văn cơ bản và môn Anh văn LL, không hiểu là cái gì. Là cái môn mà rất rất là cái trường này là trường một trường điểm Hà Nội đây. Thì tôi cho bạn xem thôi. Như vậy đây là một cái trường mà chúng ta thấy là đã nhập xong rồi. Nhưng chúng ta sẽ phải căn cứ vào đây và chúng ta sẽ kiểm tra xem là đã xếp đã phân công đã xong chưa. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ mô tả sang phần tiếp theo này. Như vậy chúng ta đây chúng ta đã nhập xong rồi nhé, nên tôi bỏ qua. Chúng ta nhập xong dữ liệu rồi. Nhập xong dữ liệu rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đây cái phần này tôi đã chỉ lớp rồi. Sau đó chúng ta sẽ bước sang cái bước thứ tư này. Khi mà chúng ta đã nhập xong rồi thì chúng ta sẽ làm cái thao tác rất quan trọng là các bước là chuẩn bị xếp thứ có biểu. Thì đây là cái bước là quan trọng nhất luôn. À, bước này là bước mà trước khi chúng ta bấm lệnh xếp 100%. Chúng ta chú ý nhé. Đây là bước rất quan trọng, tôi sẽ mô tả ngay bây giờ. Bước này là bước gì? Bước này là chúng ta sẽ làm như sau. Bước này là bước mà chúng ta sẽ xếp tiết chào cờ. Một, xếp tiết không học là hai, xếp tiết sinh hoạt là ba và xếp tiết giáo viên chủ nhiệm là bốn. Đây là cái bước thứ tư là rất quan trọng. Tôi nhắc lại để chúng ta hình dung nhé. Cái xếp tiết chào cờ là một cái tiết mà xếp toàn trường giống nhau vào một buổi và một tiết nào đó sẽ toàn trường sẽ nghỉ học và xuống mặt đất để mà học. Thì đây là một cái tiết học mà không phải là một môn học nhé. Tiết không học là cái gì? Tiết không học là cái tiết mà dùng để vài cái chỗ trống. Ví dụ như là một lớp của chúng ta, một khối lớp mà chỉ có là ví dụ là có 27 tiết thôi. 27 tiết thôi, cộng một chào cờ nên là 28 tiết. Như vậy là chúng ta trong một tuần chúng ta thừa ra hai tiết, thừa ra hai tiết trống. Thì hai tiết trống đó chúng ta đặt cứng cái tiết không học ở đấy. Không học là cái tiết trống, là cái tiết đặt cứng vào vị trí trống, dùng để tạo khuôn cho cái lớp học đó. Tiết không học này là dùng để gì? Thông thường là cái tiết mà được xếp vào cái tiết là tiết năm để cho học sinh toàn khối đó ra về. Như vậy là hai cái chào cờ không học là hai cái rất quan trọng. Nhưng chúng ta mà làm sai ở bước này thì không thể sang xếp 100% được. Đây là cái phần mà tôi biết là quan sát thì rất nhiều nhà trường, rất nhiều giáo viên là vẫn không hiểu chỗ này và làm sai cái chỗ này. Nên mà cái bị lỗi là vì do cái chỗ này. Nên bằng lỗi ra là không thể xếp 100% được là do là phần lớn là do các bạn xếp chào cờ và xếp không học bị sai. Thì các bạn chú ý nhé. Nhắc lại này, chào cờ là cái tiết mà được xếp toàn trường sẽ xuống. Nhé. Như vậy là cái tổng số tiết của một lớp, của một khối lớp là phải nhỏ hơn 30 thì mới có tiết chào cờ được. Chứ nếu bằng 30 thì thôi, không sao, không chào cờ nữa. Nhé. Thì chào cờ và chào cờ không nằm trong các môn học. Đó. Rồi, nếu mà tổng số tiết của một khối, đây, tổng số tiết của một khối đây, đây này. Nếu mà làm nhỏ hơn, cộng chào cờ mà nhỏ hơn 30 thì mới cần không học. Số tiết không học sẽ bằng là 30 trừ đi tổng số tiết cộng chào cờ. Ví dụ như là chúng ta có tổng số tiết đây là 27, cộng chào cờ là 28. Vậy là 30 trừ 28 là 2. Như vậy là khối đó chúng ta sẽ cần hai tiết không học. Tiết không học dùng để làm để điền vào các vị trí trống, vị trí rỗng ở trên màn hình. Nếu mà không có không học thì phần mềm sẽ xếp kín vào và sẽ lỗ chỗ các vị trí trống. Như vậy sẽ không hay. Học sinh sẽ đang học và sẽ nghỉ nửa chừng, ảnh hưởng đến lớp khác. Cho nên các tiết không học này là các tiết không học là các tiết mà được xếp vào cuối và tiết năm. Và chúng ta chính là người xếp tiết không học nhé. Tiết sinh hoạt là cái tiết mà là cái tiết là ứng với giáo viên, thường là giáo viên chủ nhiệm và làm tiết cố định ở trong nhà trường.
thông thường là xếp vào cái tiết sau khi mà chào cờ thì lên là sinh hoạt nhé. Và sinh hoạt chính là tiết chủ nhiệm. Chủ nhiệm nhé. Rồi, chúng ta cũng cần phải xếp. Thì đặc biệt của sinh hoạt là như này, khi mà chúng ta xếp sinh hoạt rồi thì nó sẽ được cố định lại, và khi chúng ta xếp tiết, khi xếp mà xếp tự động ấy, phần mềm sẽ không phá vỡ cái sinh hoạt nữa. Chúng ta chú ý nhé. Còn tiết giáo viên chủ nhiệm là cái gì? Là cái tiết mà giáo viên chủ nhiệm sẽ được xếp một tiết nữa cùng ngày, cùng buổi với cái môn sinh hoạt, để cho lệnh này là lệnh phụ thôi. Nó giúp cho giáo viên chúng ta làm gì? Giúp cho giáo viên chúng ta là gì? Là giúp cho giáo viên chúng ta là không bị bỏ về, không bị phí cái ngày ngày thứ hai. Đây thì tất cả cái bước 4 này là nằm ở đây, nằm ở trong cái lệnh là chúng ta đây, nằm ở trong cái lệnh là chúng ta làm lệnh chính, và cái lệnh là xếp trước môn học. Đây chính là cái lệnh mà là đây chính là cái đây là cái lệnh rất quan trọng. Đây là cái lệnh mà gọi là cái bước 4, tức là chuẩn bị xếp 100%. Đây là lệnh rất quan trọng. Chúng ta vào đây và chúng ta sẽ xếp, một là xếp tiết sinh hoạt này, để lấy chúng ta vào xếp tiết sinh hoạt này. Chúng ta xếp tiết không học này. Chúng ta xếp chào cờ này. Đó. Và xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta sẽ có 4 lệnh, một là lệnh xếp tiết sinh hoạt, xếp trước sinh hoạt, hai là xếp tiết không học, ba là xếp tiết chào cờ, và bốn là xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Đó, thì ý nghĩa toán tụ nó vậy rồi. Chúng ta xếp xong ở đây thì như vậy chúng ta đã hoàn thiện xong cái việc chuẩn bị xếp, và sau cái bước này chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo là xếp 100%. Đó, các bạn chú ý nhé. Thì cái này tôi nói rất nhiều lần rồi, hôm nay tôi không nói lại nữa, và các bạn có thể lên mạng xem các video từ ngày xưa tôi đã làm rất là nhiều lần, tôi đã xếp rất nhiều giờ. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang lệnh cuối cùng, cái lệnh rất quan trọng nữa là cái lệnh xếp 100%. Thì sau khi mà chúng ta đã xếp xong rồi, xếp tiết sinh hoạt, xếp chúng ta làm xong cái bước tư là các bước chuẩn bị xếp tiết có biểu, gồm có thiết xếp tiết chào cờ không học và xếp tiết sinh hoạt của chủ nhiệm, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ năm là cái bước mà là xếp 100%. Thì cái lệnh này là cho phép chúng ta là xếp luôn 100%, là đúng luôn trong cho toàn trường là xếp xong. Thì đa phần là chúng ta sẽ xếp xong hết trong một vài phút. Tùy ra một số rất hạn hữu, một số trường mà nó quá khó thì chúng ta nó chỉ xếp được gần xong, và chỉ để lại một vài ô trống, chúng ta sẽ phải làm nốt cái việc là tinh chỉnh tiết xếp nốt ở đó nhé. Rồi thì lệnh này làm như sau. Lệnh này là phần mềm sẽ chúng ta sẽ bấm nút và sẽ tự động xếp 100%. Và chúng ta chú ý lệnh này, tôi mô tả lệnh này nhé. Lệnh này là như thế này, và nó sẽ trải qua là có 5 bước xếp 100%. Và tôi mô tả để các bạn biết là phần mềm nó sẽ làm gì ở cái bước này, để chúng ta hiểu nó một chút nhé. Như vậy mà khi mà chúng ta đặt cái lệnh là SF, chính là cái lệnh xếp 100% đó, thì phần mềm sẽ trải qua là 5 bước như sau. Bước 1 là kiểm tra điều kiện vật lý xem có xếp được không. Thì nếu chúng ta mà làm sai ở bước 4, chúng ta nhập phân công giảng dạy bị sai, thì phần mềm sẽ thông báo lỗi và không thể xếp được. Phần mềm sẽ dừng lại thông báo. Nếu mà chúng ta mà nhập thông tin đầu vào mà là chuẩn rồi, thì phần mềm sẽ kiểm tra điều kiện thực hiện là xong, phần mềm sẽ bỏ qua và bắt đầu bước sang cái việc xếp tự động. Thì việc xếp tự động sẽ gồm có là 3 bước như sau. Bước 1 là xếp đại trà. Phần mềm sẽ xếp tự động và thỏa mãn khoảng từ 70 đến 95% công việc, và ở bước xếp đại trà này sẽ thỏa mãn toàn bộ điều kiện của giáo viên và thỏa mãn yêu cầu của môn học. Như vậy việc xếp tự động đại trà này sẽ thỏa mãn tất cả các yêu cầu của giáo viên và tất cả các thuộc tính ràng buộc sư phạm của môn học. Đó là xếp đại trà. Nếu xếp đại trà mà xong rồi thì tốt quá, nhưng mà chưa xong, phần mềm sang bước thứ 3 là bước hoàn thiện. Phần mềm sẽ xếp tự động nốt phần còn lại và bỏ qua ràng buộc giáo viên. Đó, như vậy là cái bước 3 này là bước phần mềm sẽ loại bỏ các ràng buộc giáo viên và cho phép là phá vỡ ràng buộc giáo viên. Đó. Như vậy nếu mà chúng ta mà đặt ràng buộc giáo viên nhiều quá thì phần mềm sẽ chuyển sang bước 3 rất nhanh và sẽ phá vỡ ràng buộc giáo viên để xếp bằng được. Tức là bước thứ 3 là bước gọi là bước hoàn thiện. Nếu bước hoàn thiện mà chưa xong, phần mềm sẽ lại sang bước thứ 4 nữa. Bước thứ 4 nữa là bước là kết thúc xếp. Phần mềm sẽ xếp nốt phần còn lại và bỏ qua tất cả ràng buộc, kể cả ràng buộc môn học. Cho nên các bạn thấy là một số trường hợp phần mềm sẽ xếp
xếp môn học bị xấu đấy, bị liền xếp là ba môn văn liền, ba môn toán liền, hoặc là ba môn lý liền, đó là do là phần mềm đã phải trải qua bước 2 xếp đại trà không xong, bước 3 hoàn thiện không xong, phần mềm sẽ sang bước thứ 4 là bước là xếp nốt và bỏ qua tất cả ràng buộc, kể cả ràng buộc giáo viên và ràng buộc môn học. Đó. Và cuối cùng là cái bước là tối ưu. Thì phần tối ưu này chúng ta có thể lựa chọn, chúng ta có thể bỏ qua. Thì đó là cái quy trình mà là bước và là sắp xếp mà tự động. Vì tôi sẽ mô tả nhé. Cụ thể trên phần mềm của chúng ta, tôi lấy ví dụ là cái trường Marie Curie, là cái trường Marie Curie là cái trường nó vô cùng là khó. Trường này là cái trường mà quả thế, trường này là có nhiều tiết đến mức độ mà nhà trường này là phải bỏ đi một số môn sinh hoạt, và tất cả các lớp đều cứng là 30 tiết hết. Chúng ta xem này, tất cả các lớp là 30 tiết hết. Thì phần mềm là rất là khó, thì phần mềm tôi nghĩ là không thể xếp 100% đâu. Mà tôi thử xếp cho các bạn xem nhé. Đây bây giờ ta và bây giờ chúng ta sẽ vào cái chỗ là lệnh chính hoặc lệnh là xếp tự động 100% đó. Thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1 chúng ta bấm nút là kiểm tra và khóa tiết sinh hoạt lại. Tôi sẽ tiết sinh hoạt là phải xếp trước, tôi kiểm tra một chút nhé. Đây tôi vào xếp trước môn học và tôi xếp trước môn sinh hoạt. Đây sinh hoạt đấy nhá. Và tôi xếp trước là cái môn trường này là không có trào cờ, trường này là trường đủ kín mà biết rồi. Tôi xếp sinh hoạt vào tiết 2 và tiết bậc ngày thứ 2 nhé, bấm thực hiện. Ở cô hai lớp rồi, trường này chỉ có hai lớp là có thức sinh hoạt thôi, nhưng trường này thì trường rất đặc biệt. Đây là cái trường mà nó phải loại đi sinh hoạt đi để nó xếp cái môn khác vào. Trường này là trường nó học một chuyên môn rất là nhiều, cái này có hai môn sinh hoạt của hai lớp thôi, được chưa? Như vậy là xong. Bây giờ tôi kiểm tra này, tôi kiểm tra một chút cho toàn trường xem. Đây, hiện nay trường chúng ta đây buổi sáng, đây buổi sáng chỉ có hai lớp là có sinh hoạt thôi. Đây, hai lớp cuối này thôi, còn lại là tất cả đây là không có sinh hoạt luôn. Đấy, nhưng mà giờ bây giờ tôi sẽ quay sang là vào cái lệnh chính và thực hiện cái lệnh là xếp tự động 100% cho buổi sáng trước chứ, buổi chiều tôi chưa làm. Đây, như vậy là buổi sáng chúng ta sẽ trích click cái này để mà phần mềm sẽ kiểm tra và khóa cái sinh hoạt. Như vậy sinh hoạt là phải xếp trước, vì sinh hoạt nằm trong cái lệnh là các lệnh xếp trước, các lớp lệnh là chuẩn bị. Còn cái nhóm lệnh thứ hai, cái trích thứ hai là giữ nguyên trạng thái hiện thời của thầy có biểu. Đây là cái lựa chọn mà chúng ta có thể xếp trước cho một vài người. Thông thường mà giáo viên xếp thầy có biểu họ sẽ xếp riêng cho họ trước, và sau chúng ta khóa lại. Đây là cái lệnh để khóa lại những giáo viên mà đã xếp trước nhé. Rồi sau đó chúng ta có thể bỏ qua, không còn tối ưu, và chúng ta là bấm nút bắt đầu. Phần mềm sẽ trải qua các bước là kiểm tra điều kiện này, rồi xếp đại trà này, xếp hoàn thiện, xếp thúc xếp và tối ưu xếp. Chúng ta bấm thử nhé. Phần mềm sẽ ra một cái gọi là cảnh báo thôi, là phương giảng dạy quá nhiều tiết sẽ khó xếp cho chúng ta đấy. Đây chỉ là cảnh báo cho bấm nút kết thúc, không sao hết nhé. Đấy, phần mềm sẽ tự động xếp. Rất là khó, vì đây là một cái trường khó nhất ở một trong những trường khó nhất ở Hà Nội. Cạnh nó là trường Amsterdam. Như vậy trường này là tới đây là phần mềm là cứng rồi, chịu xong rồi và đã xếp được 99,82%. Nhưng mà phần mềm trường này đã xếp và đã xếp gần hết, nhưng bỏ đi một tiết không xếp được vì nó quá khó. Thì sau này chúng ta sẽ lệnh này là đa số là xếp được 100%, chỉ có từ đó là chỉ có hãn hữu một số trường đặc biệt thì nó mới bỏ qua. Thì chúng ta sẽ phải quay lại và chúng ta sẽ phải chỉnh sửa cho cái trường này nhé. Bấm nút kết thúc, xong bấm nút là ghi. Và như vậy bây giờ chúng ta đã có một cái dữ liệu của một cái trường là gần đầy đủ rồi. Mà bình thường là đủ hết, chúng ta sẽ xem lại. Chúng ta vào chỗ chúng ta đây xếp rồi, chúng ta xem từng lớp 1 nhé. Lớp 12, 12M này là xong rồi này. Lớp 12P là xong, 12G xong này, 12I xong này, 12E1 xong, 12E2 xong, 12E3 xong, E4 xong, 12E5 xong, xong. Kiểm tra xem còn ai còn rỗng ở đâu nhé. Xong này, 12M11 đây. Như vậy còn có đúng cái lớp M6 thì còn trúng một tiết đây, chưa xong. Rồi tôi về tôi kiểm tra nhé, tôi bấm vào nút này, tự động máy sẽ hiện ra đây là cái lớp này là cái môn là môn KTPL là môn chưa xong, còn một tiết là chưa xong. Tôi sẽ kiểm tra xem cái môn này là ai dạy nhé. KTPL là môn gì tôi không biết là môn gì.
Tôi vào cái chỗ là thực đơn môn học, là tôi chọn cái môn là ca đây Nó chạy màn hình như thế này, sao nó chạy thì không thấy hình, không thấy hình thì giới thiệu, không hiểu nói cái gì. không nhìn thấy hình ảnh thì giới thiệu. Cái môn này là môn, tôi kiểm tra môn này là môn ai dạy nhá, ca đây môn cái lớp này nó hơi đặc biệt chứ, nó hơi là lạ. Tính chất môn học này, tìm kiếm lớp là thực đơn, bình thường là thực đơn môn học là nó phải ra tất cả các môn chứ này. Đây mà đây là cái em tao cùng nhìn để tôi một chút nha, tôi tìm cái em Kinh tế pháp luật thầy ạ. kinh tế pháp luật à. Môn kinh tế pháp luật ạ. Chính là giáo dục công dân cũng. Chắc là bốn đó đúng không? Vâng ạ. Chúng ta đây nó không hiện ra ở đây nhỉ chứ. Môn giáo dục công dân cũ này ạ. Đây, đây, đây. Kinh tế pháp luật ở đây nhưng mà được, kinh tế pháp luật ở đây đúng không? Tôi bấm nút đây. Thì đây chính là cái anh Nam này. Cái anh Nam chính là người mà dạy cái môn là kinh tế pháp luật cho cái lớp lớp này. Đây này. Đấy là vì anh ta là vì sao là vì anh ta là yêu cầu họp tất cả buổi sáng đúng không nào, lớp 7. Bây giờ tôi sẽ sau tôi sẽ hủy lớp họp để của anh này đi này. Đây là thế này nhá, vì anh này là anh ta chưa họp thì tôi bấm này tôi hủy này. Kích đúc vào đây này và chọn pick, chọn là dỗi. Nhưng mà tôi đành tôi đành phá cái họp của cái anh này đi. Đấy, mà tôi bị tôi xếp này, tôi bấm vào đây là tôi bấm vào đây mà tôi chọn cái nút gọi là tự động điền. Xong. Như vậy là tôi thú nhận ra cái lỗi là do là cái họ đặt kia cho cái anh này là cái lỗi này là anh ấy đặt họp, anh ấy phone đặt họp cả một ngày, ông nào cũng đặt phone cả cả ngày thứ hai và thứ ba thứ bảy anh ấy đặt họp hết, nhưng mà khó quá và mình không làm được bị tôi hủy đi và xếp như vậy 100%. Như vậy xếp xong rồi, được chưa? Xong rồi nhưng mà chưa xong nhé, xong rồi về nguyên tắc các bạn có thể in cái này ra là xong nhé, nhưng mà thông thường chúng ta sẽ phải tinh chỉnh. Thì tôi nói qua tinh chỉnh là cái phần mà khó nhất cho tôi nhà trường. Thông thường tinh chỉnh là gì? Thông thường là chúng ta sẽ tinh chỉnh cho những cái giáo viên làm họ thấy khó quá nhé. Thế này, chúng ta chú ý là khi chúng ta sẽ quan sát ở lớp nha, chúng ta bấm vào một nút ở lớp ở đây thì ở dưới này chính là giáo viên dạy là dạy môn đó đúng không? Đấy. Và bấm vào phía này thế này thì ở trên này chính là lớp lớp đó, lớp 11E này, năm này. Thì ở giữa lớp và giáo viên nó có cái sự tương thích nhé. Để lấy ví dụ thôi, tôi lấy ví dụ nha, tôi lấy ví dụ đây, môn toán này nhá, môn toán này là của cái anh của cô Oanh T đây nhá, Oanh T đây, Oanh T này là như vậy dạy dạy suốt từ đầu đến cuối tuần không sao cả. Nhưng cô này cô yêu cầu là cô muốn chuyển cái lớp M10M này sang chỗ khác để khỏi vào đây dạy dạy tiết một tiết hai xong lại nghỉ hạ tiết. Muốn chuyển sang thì tôi sẽ chuyển như sau, tôi bấm giữ tay ở đây và tôi sẽ kéo thả sang lên đây hoặc kéo thả sang chỗ này hoặc kéo thả sang chỗ này đấy, tôi thử nhé. À, trước khi mà kéo thả chúng ta phải ở đây chúng ta chọn phương pháp kéo thả, chúng ta chọn cái thuật toán cho cái lệnh kéo thả. Thì ở đây chúng tôi đã sử dụng rất nhiều thuật toán hay, thì xin nói thêm ở đây nhé các bạn, đây các bạn chú ý này, ở đây chúng tôi có thuật toán thì chúng tôi hay dùng nhất là cái thuật toán này, là thuật toán là tinh chỉnh tối ưu CPCXDPR, cái này các bạn đã học toán này chứ, toán là tinh chỉnh tối ưu là DPRFPR, cái này là hơi khó về mặt chuyên môn lắm nhưng mà thôi. Các bạn đã chọn cái này, đây là cái thuật toán mà tốt nhất có thể dùng, nếu mà không được thì chuyển sang cái thứ hai là tinh chỉnh tối ưu OPCXDPR, nếu cái này không được nữa chúng ta sẽ chuyển sang cái vị trí động à, vị trí cố định FPR. Thì đây là ba cái mà theo tôi là cái hay nhất, chúng ta chọn vào đây nhé. Rồi, chọn thuật toán này rất quan trọng, thuật toán này là chọn thuật toán nó giúp chúng ta là tinh chỉnh tối ưu hơn cả. Đấy. Thì hiện nay phần mềm hỗ trợ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thuật toán. Nhưng mà là do thực tế, do vì chúng tôi làm cái này mất 30 năm nay rồi cho nên là nó dồn lại thôi. Nhưng mà cái thuật toán mà tinh chỉnh tối ưu là thuật toán mà là hay nhất là mới nhất nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ giả sử tôi muốn chuyển từ đây sang chỗ này chẳng hạn nhé. Chỗ này hơi khó này. Chỗ này là môn văn, hai môn tiếng văn đây rất là thì không nên phá cho của người ta. Đây nhá, chỗ này để chọn sang đây thì đây là môn văn cũng không nên phá. Sang đây cũng không được. Sang chỗ này là cái môn anh CB. Không hiểu là cái gì mà tôi nghĩ là xóa được.
Vậy tôi sẽ bên hai chương trình khác đây nhé. Đây tôi vẫn chuyển này. Có thể sang đây đây, sang đây là chỗ này là môn hóa này. Đấy, là sẽ được đấy. Tôi thử nhé, bây giờ tôi thử này, tôi bấm. Mặc dù ở đây là cái ô màu xanh là ô phần mềm nói là khuyên là nên chuyển, nhưng mà tôi sẽ chọn bằng tay. Tôi sẽ chọn sang đây. Đó, sang đây. Đây là cái môn đó là đang là môn hóa. Vì nó tắt ra tôi chuyển được, tôi thả tay ra này. Đấy, phần mềm sẽ hiện ra một cái ô, một cái màn hình như sau này. Ở trên này là lớp, trên này là giáo viên, ở bên trái là thầy có biểu hiện thời, ở bên phải là thầy có biểu là sau khi chuyển. Chúng ta quan sát thầy có biểu trước và sau khi chuyển xem nó có tốt lên không. Tốt lên thì mới làm, và không tốt lên là ta hủy. Nhưng mà đây là hình rất hay, chúng ta được quyền là kiểm soát và quan sát xem là những giáo viên trung gian nào ảnh hưởng đến cái lệnh này. Đấy. Thông thường một lệnh tinh chỉnh này là nó là tốt cho một giáo viên A nhưng làm xấu cho giáo viên B, C, D, F. Nhưng chúng ta quan sát được các giáo viên trung gian đó là như thế nào. Nếu mà nó xấu đi thì chúng ta có thể không thực hiện nữa. Nhưng đây là một lệnh rất là mạnh của phần mềm, cực kỳ mạnh luôn. Đây là một cái lệnh rất là quan trọng. Đây trường hợp của tôi đây là nó dễ, trường hợp khác có thấy là ảnh hưởng đến rất nhiều giáo viên trung gian. Nhưng phần mềm cho phép quan sát được là tất cả các giáo viên trung gian đó là trước và sau khi chuyển lệnh, truyền lệnh là nó xấu đi hay là tốt lên. Chúng ta quan sát từng người một và chúng ta thấy vậy nhớ. Đây, như vậy là giáo viên Oanh T đây. Giáo viên Oanh T nhé là chuyển từ 10 từ đây sang đây. Giáo viên anh T là giáo viên tôi đang làm tốt lên đúng không nào? Kiểm tra người thứ hai là giáo viên là Trang H. Đây, Trang H là chuyển từ đây về đây. Đó. Nhưng mà Trang H là xấu hẳn đi đúng không nào? Trang H là gì? Trang H là khi chuyển từ đây về đây thì cái ngày thứ năm là cô ta sẽ bị ba chất chống ở giữa. Thấy không nào? Nhưng mà giáo viên H là xấu đi. Giáo viên Oanh là tốt lên. Giáo viên Oanh là cực tốt lên. Giáo viên là mất đi hai cái tiết chống ở ngày thứ hai. Và tất cả người khác là không ảnh hưởng gì cả. Giáo viên Oanh là tốt lên. Giáo viên H, Trang H môn hóa là bị xấu đi. Được chưa? Nhưng mà vấn đề lên là vấn đề trả giá. Nguyên tắc của cái việc tinh chỉnh theo các biểu là gì? Chẳng qua là mà tốt lên cho một ông, làm xấu đi cho nhiều ông. Đấy, vấn đề chúng ta có quyết định làm xấu đi như thế nào thôi. Đấy, thì đây với trường hợp này là cái cô Trang H này là bị xấu đi đấy. Đấy, như vậy là chúng ta quyết không? Quyết thì thôi. Còn nô Trang H là một cô mới vào nhà trường, còn trẻ măng, đang là đoàn viên phấn đấu, người ta cho cô thoải mái, bấm đồng ý đi. Kết thúc, như vậy là cô Trang H bị xấu đi này. Đồng ý, như vậy cô Trang H là chuyển xong rồi, nhưng cô Anh tên này là cực kỳ tốt này. Thì không sao cả, đây là, như vậy là cái vấn đề mà không biểu dù thế nào, con người vẫn là quyết định. Phần mềm thì đưa ra là công cụ thôi. Nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ mô tả sang, như chúng ta làm xong thì có biểu, bây giờ chúng ta sẽ... cái tinh chỉnh này là tinh chỉnh rất là mất thời gian chứ không phải là nhanh nhé. Điều tôi mô tả sang cái lệnh thì chúng ta cần ghi lại cho nó yên tâm, chúng ta cần phải ghi lại cho nó bấm nút ghi lại này. Sau đó chúng ta cần in ra. Thì tôi khuyên các bạn là chúng ta nên ghi ra bằng lệnh in ra Excel. Thì khi ghi ra Excel thì có rất nhiều các cái in ra Excel thì có rất nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Phần mình in ra rất là nhiều đây. Tôi in ra là có thêm cái bảng phân công môn lớp này, in ra cái thông tin tổ hợp môn này, in ra hết nhé. Đó. Phần mềm sẽ đẩy ra một cái bảng Excel rất lớn và chúng ta sẽ từ bảng Excel đó chúng ta có thể gửi cho từng giáo viên một hay làm cái gì đó đây nên Excel. Chúng ta có đây là một cái thông tin của thầy biểu đã chuyển ra bảng Excel, có rất nhiều các cái sheet đúng không? Đây là cái biểu toàn trường theo buổi sáng này, thầy cái biểu toàn trường theo buổi chiều hay chưa xếp này, thầy cái biểu toàn trường theo cả sáng cả chiều này, đúng không? Rồi có rất nhiều thông tin mẫu phải có biểu ngành này, nhiều lắm, cái này có rất nhiều. Chúng ta đều đây cỡ khoảng hơn 50 cái bảng biểu khác nhau, rất nhiều luôn nhé. Để chúng ta sẽ dựa trên cái này, đây là thiếu biểu của từng lớp một đây, từng lớp một, rồi thiếu biểu của từng giáo viên một đây, từ giáo viên một sáng chiều đây nhé. Rồi là cái mẫu cái phân công giảng dạy cho sáng cho chiều, rồi mẫu một rồi mẫu hai, rất nhiều mẫu khác nhau nhé. Rất nhiều mẫu chúng ta làm theo cái tiêu chuẩn ngành rồi đấy. Mẫu 3 này, mẫu 4 này, rồi là mẫu 5 này, mẫu này theo cái thông tư 225 này. Đấy. Rồi cái mẫu này theo thông tư là 22C này, đúng không? Rồi là phân công môn lớp này. Đấy, phân công môn lớp nhé. Chỉ rõ là lớp nào, học môn nào này. Đấy.
Có rất nhiều luôn nhé. Đấy, chúng ta quan sát nhé. Đấy, tên môn nhóm này đúng không? Đấy, rất nhiều luôn. Đó. Thì các bạn theo tôi các bạn không nên dùng lệnh trực tiếp in ra, ta mới in. Là lệnh này này, là cái lệnh này là in này, in thử của lớp, in thử của giáo viên này. Mà chúng ta nên để lại Excel và chúng ta sẽ chỉnh sửa trên bảng Excel. Được chưa? Đó vì tôi như vậy tới đây tôi sẽ dừng lại ở đây nhé, vì tôi không có thời gian nhiều cho nên tôi hôm nay là cái buổi hôm nay tôi nhấn mạnh nhiều hơn đến cái chương trình giáo dục phổ thông mới và cách chúng ta tiếp cận phần mềm trên cái mô hình theo cái biểu mô hình giáo dục phổ thông mới và đặc biệt tiếp cận cho cái lớp 10 nhé. Đấy, còn các bạn thấy là cái bản chất cái việc xếp nó cũng giống như cũ, giống như cũ, nhưng mà chúng ta chú ý là một số cái như vậy nhé. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi thì tôi không nếu các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ đưa lên nhóm, hay chúng ta là tạo một cái nhóm riêng là nhóm dành riêng cho những người sức khó biểu rồi thì các bạn đưa câu hỏi lên đó. Còn hai cái lỗi mà tôi vừa từng gặp ấy thì tôi sẽ nói ngay bên kỹ thuật và họ sẽ sửa ngay trong buổi chiều hôm nay, thì sáng mai là các bạn có bản mới. Các bạn cứ và các bạn có thể vẫn cứ tải về, các bạn vẫn cứ làm như bình thường nhé, nhưng riêng hai cái đó chúng ta có thể làm sau. Là chúng ta có hỏi không ạ? Xin phép dừng ở đây nhé. Các bạn có hỏi gì không thì tôi sẽ hỏi, tôi sẽ hỏi. Em thưa thầy, bảo ạ. Em thưa thầy, lúc này em tiếp xếp tiếp chào cờ được, nhưng mà sao xếp tiếp sinh hoạt thì nó lại cứ báo là không thực hiện ở lớp nào ấy? cái này thì phải, cái này hỏi nó thì nó thấy không trả lời được, cái tôi phải xem cụ thể của em là như thế nào không trả lời. Thông thường đối với em của em nhé, thì em sẽ gửi cho tôi gửi cho bên kỹ thuật của tôi cái bản thử việc của em, tôi sẽ kiểm tra. Cái lỗi này có thể lỗi là như này, có thể là lỗi là em lại xếp nhầm sinh hoạt vào cùng tiết chào cờ, thì máy nó bảo không có, nó không xếp được. Không, Hoặc em sẽ tiếp là ví chào. dụ nhé, đây là ví dụ thôi, hoặc là sinh hoạt em chưa xếp không không chuyên môn. Cái này phải cụ thể lắm mới làm được, cái này là nó mỗi trường một kiểu mà nhé. hoặc là Sinh hoặc hoạt là phải hoặc phân là chúng công ta của sẽ buổi cùng chủ nhau là thông qua cái team view ấy, để tôi xem là trên máy em như nào nhật. nhé. Dạ Cái này vâng ạ, rồi em nó cảm tỉ ơn mỉ lắm, mỗi trường một kiểu, mỗi trường một phách, mỗi một cái lỗi là một phách khác nhau. Và thông thường cái mùa thứ cái biểu biểu này là bọn tôi là phải phải chữa phải hỗ trợ các bạn online, nhiều khi chữa nhiều khi làm là hỗ trợ nửa đêm luôn ấy. Đấy, vì các bạn cũng thể nắm hết đâu, vì nó rất nhiều ngóc ngách, rất nhiều chức năng. Cái phần mềm thử việc của chúng tôi là có đến hàng nghìn chức năng, rất là phức tạp nhé. Cô ơi cô, cái phần mềm này Em có chào thầy ạ. tài liệu không cô? Tài liệu à, ở đây đây nhé. Khi các bạn Vâng, mà bởi vì phần mềm trường em mới bắt đầu đây mới đây, các làm đấy bạn ạ. vào trợ giúp và các bạn vào cái mô tả đây này, có cái nút là hướng dẫn nhé, thì chúng ta sẽ vào được hẳn cả một cái cuốn sách dày cộp rất nhiều mô tả tỉ mỉ các chức năng của phần mềm ở đây nhé. Các bạn vào đây các bạn xem nhé, đây nhiều lắm, thì thực tế là các bạn xem đây này, đấy, rất là nhiều luôn nhé. Thế ơi, bây giờ em phải Em vào bảo cái phần mềm dùng thử ạ. À, đây nha, các bạn vào đây nhé, các bạn đây sao nói rồi mà các bạn không, đây 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 các bạn vào cái chỗ này Em vào này, các muộn bạn mất. vào đây này, đây là cái slide này tôi sẽ gửi cho các bạn nhé, là cô Hường sẽ gửi cho các bạn. Các bạn sẽ mở slide ra, các bạn vào đây, các bạn bấm đây là các bạn vào ngay cái slide của nó. Tôi mô tả các bạn luôn này. Các bạn vào cái trang này nhé, các bạn vào cái trang là tin học nhà trường nhé. Tin học nhà Đây trường. đây, tin học nhà trường chấm vn này. Được chưa? Đấy, các bạn vào đây này nhé. Tin học nhà trường chấm vn nhé. Rồi, sau đó các bạn vào cái nút lệnh là vào nút không, vấn đề là kho phần mềm. Chúng ta vào đây là kho phần mềm nhé, vào đây này. Rồi ở đây các bạn sẽ tải về, đây là phần mềm sẽ có biểu ST3.0 bản dùng thử, còn đây là phần mềm sẽ có biểu nhà trường bản chính thức. Chúng ta sẽ tải về cái bản dùng thử trước và bản chính thức sau, được chưa nhá. Đấy, Em chào thầy ạ. Thầy ơi, mai buổi tập huấn bắt đầu từ mấy giờ hả thầy? mai làm gì có nhỉ. Ôi, thế sao bạn Hường bạn đi bảo là mai cũng có, mà bọn em hôm nay vào muộn nên là Không, không mai được nghe thầy đang nói ạ. có Được nghe. hôm nay thôi, tôi chưa thông báo buổi sau đâu nhé. Dạ, Em thưa vâng. thầy là thầy cho Thì em hỏi sau xin buổi cho hôm em nay này, hỏi đấy. sau buổi hôm nay cô Hường sẽ tiếp nhận ý kiến của các nhà trường. Nếu nhà trường nào có điều kiện điều yêu cầu thì tôi sẽ mở một lớp khác, nhưng không không phải là ngày mai. Hiện nay tôi đang rất là bận, không có thời gian. Thế bạn Ừ.
Hiện nay tôi đang bận mà chính thức tổng hợp sách giáo phải mất khoa cũng đi 10, rất là bận luôn, rất là khó kiếm được cái thời gian rỗi. Vâng, ạ. Thì Vâng, ạ. Có thế lẽ là thì cho vào em tuần hỏi sau, là nhưng mà mở hỗ trợ vẫn là gì cơ? Vâng. Bạn khi Duy Anh vẫn hỗ khi trợ mà được gửi thời khóa biểu qua email cho cán bộ giáo viên ý thấy, hoặc là gửi thời khóa biểu lớp cho cán bộ giáo viên ý, thì cái gửi đó có ghi ở cái thông tin ở dưới là thời khóa biểu của nhà trường mình không, hay là ghi thông tin gì ạ? Thấy mà em làm vẫn chưa được của cái này bạn hỏi của Duy Anh, nhưng mình bản thân mình không lý lắm, nó lâu mà tôi không rõ lắm đâu, nhưng các bạn nên hỏi rồi hỏi cho em ạ. Thế này mà thế có nhiều chức năng mà nhiều khi mình cũng tổ hỏi nhóm ba mình chả nhớ đâu, thì là các bạn bạn Duy hỏi Anh vẫn kỹ hỗ trợ em. phải không ạ? Thì đây này có nhiều chức năng, quá nhiều câu hỏi quá nhiều nhé, thì các bạn cứ sử dụng đi. Các bạn về mặt thuật các bạn có thể hỏi trực tiếp tôi, có thể hỏi bạn Duy Anh nhé, và các bạn đưa hỏi lên nhóm các bạn, và các bạn lần này các bạn join vào nhóm này nhé, các bạn join vào nhóm này này, các bạn join vào cái nhóm này này cho tôi này. Nhóm này là nhóm mở này, các bạn join vào cái nhóm là nhóm này nhé, đây cho các bạn xem. Các bạn join vào cái nhóm là đây, cái nhóm này, cái nhóm có tên là thầy có biểu này. Đây, các bạn join vào nhóm này nhé, nhóm là STKB là phần mềm thầy có biểu cho trường phổ thông đây. Cái nhóm này đây là nhóm mở nhé, mà tự vào tự do thoải mái nhé. Các bạn join vào và cần cần có hỏi, bạn hỏi trên nhóm này thì người của chúng tôi sẽ trả lời ở trên nhóm này. Được chưa? Nhé. Vâng, em cảm ơn thầy. Chúng ta nghỉ nhé. Thầy ơi, thầy cho em hỏi chút nào. Thầy, em vẫn muốn hỏi. Hỏi đi. Cái trường em học 2 buổi ngày, nhưng mà lại các giáo viên thì lại dạy cả chính khóa, cả sáng lẫn chiều. Thì em phải xếp thành 4 thời khóa biểu rất là khó khăn. Thì bên cái này có hỗ trợ, cái phần mềm này có hỗ trợ không? Chắc là 4 thời khóa biểu nhé. Chúng ta luôn làm trên 1 thời khóa biểu thôi. Không có chuyện là 4-4 đâu nhé. Em nhầm lên. Tất cả mọi... một thứ biểu ạ, nhưng mà phần mềm nó không nhận diện được, là nó có nhận diện được là em sẽ phân công cái ca buổi chiều của khối sáng ấy, họ chỉ học có 3 buổi được trong ngày thôi, em khóa lại nhưng mà nó vẫn không thỏa mãn điều được, kiện được hết nha. Em hiểu sao hoàn toàn, mỗi một nhà trường chỉ có một file thì có biểu thôi, lớp như có thể học sáng học chiều vô tư học nào cũng được nhé, nó phải chung một cái nguồn. Nhưng mà cái lớp buổi chiều đấy chỉ học có 3 buổi không trong tuần cả. Thôi ạ. Không sao đâu nhỉ. Vâng, thoải mái mà. Được chưa? Vâng. Vì là em dùng không, lần đầu cho nên đang gặp khó khăn dạ. Ví dụ lớp 10A học sáng đúng không? Là sáng chính đúng không? Buổi chiều là học phụ đúng không? Thì chúng ta khai báo 10A là học cả 2 buổi. Thì lớp sáng chúng ta phân công như bình thường. Lớp chiều phân công như bình thường. Nhưng mà lớp chiều các bạn ví dụ chỉ dạy buổi chiều là 2-4-6 thôi. Thì các ngày 3-5-7 các bạn đặt ở đó các cái tiết không học ở đấy. Tiết không học là cái tiết mà nó là dùng là phủ kín như chỗ đó. Em dùng của thầy 10 năm nay rồi, bây giờ muốn update vào thì như nào hả thầy? Thì update thoải mái không có gì đâu mà. Chỉ việc, cứ chỉ việc tải xuống. Phần mềm sẽ nâng cấp tất cả các phiên bản cũ lên hết nhé. Chúng ta cứ mở file TKB ra là xong. Vâng ạ. Được chưa? Dạ. Em cứ thầy em xin cái tài liệu hướng dẫn này ạ. Tài liệu hướng dẫn là trong trợ giúp này. Cái tài liệu đó là trợ giúp đấy. Và các bạn có thể dùng cái slide này, tôi sẽ gửi cho các bạn sẽ mở ra xem được chưa? Cái slide mà tôi đang nói này này. Được không? Vâng, em muốn hỏi là có phải nhập cái là lớp này phải quy định học những môn này, hoặc lớp này quy định học những môn không. Kia không thầy? Không phải không, mà là được không được có, tức là cái việc mà lớp nào dạy môn nào, bao nhiêu tiết ai dạy là nằm trong cái lệnh là phân công giảng dạy, tất cả nằm trong một lệnh thôi, mà không cần phải nhập trước gì cả nhé. Đây này, chúng ta tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lệnh này hết. Đây là cái lệnh là phân công cụ thể là giáo viên nào dạy lớp nào dạy môn gì một tuần bao nhiêu tiết nằm ở trong cái lệnh này. Đây là cái lệnh là nhập phân công giảng dạy. Thầy ơi, cho em hỏi tí, thì bây giờ khối 10 sẽ học chương trình mới và khối 11, 12 học chương trình cũ. Vậy thì khi vào trong cái bảng phân công giảng dạy này mà mình đã phân chức tổ hợp cho khối 10 rồi, thì nó vẫn khi mà chỉnh ra thời khóa biểu nó vẫn roi về tổ hợp cho khối 10 đúng không hả thầy? Vẫn sắp xếp giáo viên bình thường. Được, vâng ạ, em cảm ơn thầy. Em thưa thầy là nếu mà không có cái phiên bản nâng cấp này, vẫn cái phiên bản cũ thì chắc là cũng vẫn làm được, được, nhưng mà nó vất vả đúng hơn. Đúng thế, làm được thôi, nhưng mà chúng ta chỉ vất vả hơn một chút thôi.
vẫn làm được hết nhé. Dạ. Tôi nói rồi là tất cả những cái việc mà chương trình mới này nó chỉ khó ở cái chỗ khi chúng ta xếp lớp, chúng ta xếp môn thôi. Còn khi xếp môn xong rồi thì việc mà nhập dữ liệu và xếp tư liệu nó vẫn giống như cũ, không có gì thay đổi. Được chưa? Vậy chúng ta nghỉ nhé. Hôm nay là chúng ta nghỉ nhé. Xin chào các bạn nhé.